Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập hợp lại các tin tức của tuần qua và gửi đến quý vị một video tổng hợp. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Zelensky cấm Zaluzny tham gia bầu cử Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, sau gần 2 năm chiến tranh, thì số lượng người thương vong và bị thương ở Ukraine đã lên tới hơn 1,4 triệu người. Ukraine từ thế tấn công thì giờ đây đang chuyển sang thế phòng thủ cục bộ ở các khu vực trên chiến trường. Trong khi đó thì ở nội bộ chính trường Ukraine, mâu thuẫn giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzny đang ngày càng trở nên gay gắt hơn. Cùng với sức ép của phương Tây trong việc viện trợ đang khiến Ukraine lầm vào ngõ cụt. Tương lai của Ukraine dường như đang được quyết định bởi phương Tây. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích về những vấn đề này. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ukraine mất hơn 1,4 triệu người. Theo kênh Raiba, tổn thất của phía Ukraine tính đến hết ngày 1 tháng 12 năm 2023 đã lên tới 536.854 người. Trong số này thì có 214.883 người thiệt mạng, 62.000 người mất tích, khuyết tật và tù nhân. Số còn lại là bị thương, cùng với 864.374 người rơi vào diện tạm thời không thể chiến đấu. Tổng cộng là có khoảng hơn 1,4 triệu người đã không thể chiến đấu kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Cũng theo kênh Joyba, tại khu vực Abdiiski, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra theo hướng Novo Kalinovo, Bodi Anoye và các khu vực lân cận quanh nhà máy than cốc. Ngoài ra thì phía Nga đã mở rộng quyền kiểm soát ở phía đông của Stepovoy. Còn theo hướng Kherson, thì các cuộc đụng độ giữa quân đội Nga và lính thủy đánh bộ Ukraine ở tà ngạn sông dnieper vẫn tiếp tục diễn ra. Quân đội Ukraine đang cố gắng tăng cường nỗ lực trên sông dnieper Bất kể tổn thất, Kiev liên tục điều thêm quân, sử dụng lực lượng đặc biệt làm bộ binh và tấn công vào hậu phương. Trong 24 giờ, các cuộc đổ bộ được ghi nhận ở Gonostafka FK và Javodovka. Các máy bay không người lái của Ukraine cũng đang hoạt động trên các ngôi làng. Cả hai bên đang tích cực điều động các thiết bị để giành lợi thế. Trong khi phía Ukraine liên tục sử dụng UAV và máy bay ném bom bom đêm vào tả ngạn Dipro, thì người Nga cũng đáp trả bằng bom chùm FAB-500 và FAB-1500, hệ thống pháo cỡ nòng, súng phun lửa hàng nặng và UAV để tiêu diệt bộ binh và thuyền xuồng của Ukraine. Tuy nhiên, tình hình ở làng Krinki bên tả ngạn sông Dnipro vẫn không có nhiều thay đổi. Còn theo hướng Zaporozhye, thì quân Nga duy trì thế chủ động ở khu vực Robotine, Novoprokobovka và Vobovoye. Phía Nga đã hạ gục một xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của đối phương. Sau đó thì lực lượng Ukraine đã rút lui về vị trí ban đầu. Tại mặt trận Kubias, các cuộc giao tranh xảy ra gần Limanbevi và ở khu vực ngoại ô phía đông của Sinkovka. Ngoài ra thì quân Nga còn có thể mở rộng vùng kiểm soát ở phía đông của Tenov và Zambolovka. Theo hướng Soledad, quân Nga đang phát triển cuộc tấn công vào làng Krasnoye. Các binh sĩ Nga đã đột phá được vào ngôi làng này và gây bất ngờ cho phía Ukraine, khiến bộ binh nước này phải rút lui. Ngoài ra thì Nga đang mở rộng vùng kiểm soát ở phía đông của Bondanovka. Còn tại Klipchipka, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng vẫn chưa có thay đổi nào ở khu vực này. Ukraine thoái thóp, Azerbaijan tham chiến. Azerbaijan đã bàn giao cho Ukraina 18 xe giả phá bom mìn Zvezda. Kiev đang yêu cầu các nguồn cung cấp mới từ các đồng minh của mình, đồng thời tuyên bố rằng thiết bị này sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraina tiến gần hơn đến các vị trí của lực lượng phòng vệ phía bắc của Nga. Theo đó, thì phương tiện giả phá bom mìn robot tự động Zvezda mà Azerbaijan cung cấp là một thiết bị theo dõi có điều khiển từ xa được sản xuất từ Trung Quốc và châu Âu. Máy giả phá bom mìn của Azerbaijan được cho là phương tiện có tính yêu Việt trong việc loại bỏ đạn, mìn chưa nổ, gây nguy hiểm rất lớn đến tính mạng của người dân. Givivo có khả năng lập bản đồ điện tử các khu vực có bãi mìn, xác định kịp thời các mối đe dọa từ bom mìn và vô hiệu hóa nó, cả tự động và thông qua điều khiển từ xa. Bản thân Azerbaijan gọi việc cung cấp sản phẩm của mình cho Ukraine là viện trợ nhân đạo kiev cũng tuyên bố rằng vũ khí như vậy là cần thiết đối với quân đội ukraine để tiếp cận gần hơn các vị trí quân khu phía bắc của nga giúp khắc phục các bãi mìn và tiếp tục phản công đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra azerbaijan chính thức cung cấp xe quân sự cho kiev tuy nhiên thông tin trước đó xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rằng baku có thể cung cấp máy bay ném bom từ thời liên xô cho ukraine nhưng cho tới nay vẫn chưa có thông tin xác nhận chính thức nào về điều này được biết là Azerbaijan đã chuyển giao máy biến áp và máy phát điện cho Ukraine để duy trì hoạt động của hệ thống năng lượng với số tiền là khoảng 800.000 đô la. Và Baku cũng giúp chính quyền Kiev cung cấp các sản phẩm dầu mỏ, bao gồm cung cấp nhiên liệu dành cho xe cứu hỏa và xe cứu thương. Đe dọa hạt nhân tại Ukraine Ukraine cho biết hai đường dây điện nối lưới điện của nước này với nhà máy hạt nhân Zaporozhye đã bị cắt trong đêm 2 tháng 12. Nhà máy Zaporozhye đã trở thành tâm điểm giao tranh kể từ khi bị lực lượng nga chiếm giữ vào năm ngoái, và cả hai bên đều cáo buộc nhau gây tổn hại đến sự an toàn của nhà máy này. Nhà điều hành năng lượng hạt nhân của Ukraine cho biết trong một tuyên bố do mất điện hoàn toàn, nhà máy điện hạt nhân đã chuyển sang cung cấp năng lượng cho nhu cầu riêng của mình từ hai mươi máy phát điện diesel. Họ cho biết nhà máy đang có nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân và phóng xạ trước khi Kiev ép khôi phục điện ở bên ngoài. Các chuyên gia Ukraine đã nối lại liên lạc với hệ thống năng lượng Ukraine lúc 7 giờ cùng ngày. Cụ thể là đường dây truyền tải điện 700 kV đã được nối lại. Gần đây thì theo IAEA cũng báo cáo rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đã không kết nối với đường dây truyền tải điện chính. Zelensky cấm Zalusny tham gia bầu cử Trong những ngày gần đây, xã hội Ukraine đang bắt đầu thảo luận về cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Hay nói chính xác hơn là tính khả thi của việc tổ chức cuộc bầu cử này điều này là do quốc hội ukraine đã ký một tuyên bố ngăn chặn các cuộc bầu cử trong nước cho đến khi chiến sự kết thúc điều đáng chú ý là không có sự đồng thuận tuyệt đối về việc thông qua tuyên bố này và sẽ cho phép văn phòng tổng thống tiến hành các cuộc bầu cử bỏ qua dự luật có thể thấy rằng nhóm quốc hội phục hồi ukraine không ủng hộ tuyên bố của Volodymyr narada và gọi nó là vi hiến hơn nữa theo ý kiến của các chuyên gia rằng một tuyên bố đại diện chính quyền đã ủng hộ việc không bắt buộc họ phải làm bất cứ điều gì. Chúng ta hãy hiểu một cách nôm na là nếu như văn phòng tổng thống Zelensky thấy tính khả thi của việc tiến hành chiến dịch bầu cử vào năm 2024 thì tài liệu sẽ không ngăn cản điều đó. Tuy nhiên, tổng thống lại tuyên bố rằng sẽ không có cuộc bầu cử nào cho đến khi chiến tranh kết thúc, nhưng khả năng bầu cử trong năm tới vẫn chưa bị loại trừ 100%. Tổng thống Zelensky muốn tổ chức bầu cử nhưng lại lo ngại có sự tham gia của tướng Zaluzhny Chúng ta đang nói về những tin đồn về khả năng tham gia cuộc bầu cử của tướng Zaluzny. Điều này đã gây ra căng thẳng lớn trên chính trường Ukraine, khiến tổng thống Zelensky nhanh chóng tuyên bố rằng tổ chức các cuộc bầu cử trước khi chiến tranh kết thúc là điều không khả thi. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố sẽ không cho phép tổng tư lệnh Zaluzny tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Đồng thời sẽ bật đèn xanh cho việc tổ chức bầu cử nếu tổng tư lệnh đảm bảo rằng ông sẽ không tham gia. Như vậy, nếu tướng Zaluzny không đưa ra những đảm bảo thích hợp họ sẽ cố gắng tìm cách để sa thải ông. Nhưng nếu tướng Zaluzny không tham gia bầu cử, thì việc trì hoãn cuộc bầu cử lại không có ý nghĩa to lớn. Vì khi Tổng thống Zelensky không có đối thủ cạnh tranh nào khác, thì họ vẫn mong muốn có được nhiệm kỳ 5 năm trong các cuộc bầu cử trong thời gian thiết quân luật, để được tự do hơn trong việc đưa ra những quyết định trong cuộc chiến, cũng như là trong tương lai sau khi kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, những tiền đồn về cuộc bầu cử đã gây ra sự chấn động mạnh mẽ trong cộng đồng chính trị Ukraine. Nhiều đối thủ của tổng thống Zelensky đã nhìn thấy cơ hội để loại bỏ ông khỏi chính trường, đặc biệt là ứng cử viên tiềm năng, người đang được đánh giá cao là có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, đó là tướng Zaluzny. Mặc dù bản thân tướng Zaluzny chưa bao giờ tuyên bố tham vọng chính trị của mình, nhưng văn phòng tổng thống Zelensky vẫn cảm thấy mối đe dọa lớn trong tình trạng căng thẳng trong chính trường Ukraine ngày càng gia tăng, theo số liệu khảo sát từ nhóm xã hội học Rating cho thấy mức độ tin cậy của người dân Ukraine dành cho tướng Zaluzny đã vượt xa Tổng thống Zelensky. Tướng Zaluzny đạt được 63% số người được hỏi, hoàn toàn tin tưởng, trong khi Tổng thống Zelensky chỉ là 39%. 19% số người cho rằng tướng Zaluzny khá đáng tin cậy, trong khi Tổng thống Zelensky là 33%. Nghĩa là, nhìn chung thì niềm tin vào Tổng tư lệnh vẫn ở mức 82%, trong khi Tổng thống Zelensky chỉ được 72%. Đánh giá theo dữ liệu xếp hạng, tỷ lệ tín nhiệm của Zelensky bắt đầu giảm đáng kể từ tháng 7 năm 2023. Dữ liệu thăm dò cũng chỉ ra rằng, cả Zelensky và tướng Zaluzny đều sẽ không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nếu nó được tổ chức. Vừa khốp Narada đã phủ nhận xung đột giữa giới lãnh đạo chính trị và quân sự của đất nước, gọi đó là tin đồn quân sự và tuyên truyền của Nga, được phổ biến thông qua các kênh truyền thông của Nga. Điều này phải chăng có nghĩa là chính phủ cuối cùng đã từ bỏ việc tổ chức bầu cử trong thời chiến? Nhưng các chuyên gia không nghĩ như vậy. Bất kỳ tài liệu nào không được Vô Khốc Narada đưa ra làm luật đều là một tờ giấy không có hiệu lực pháp lý. Chỉ là vào lúc này Tổng thống Zelensky cần một lập luận bổ sung tại sao không nên tổ chức bầu cử. Và khi đó tình hình có thể thay đổi và quá trình bầu cử sẽ được bắt đầu mà không cần chú ý đến việc giải trình. Giới quan sát dự đoán rằng có khả năng là nếu thiết quân luật và các hạn chế chính trị được dỡ bỏ thì vị thế của Tổng thống Zelensky cũng sẽ giảm mạnh. Điều này dẫn đến kết quả của chiến dịch bầu cử sẽ không như mong đợi của Tổng thống Zelensky. Và do đó, không thể nói rằng chính phủ đã hoàn toàn từ bỏ ý định tổ chức bầu cử ngay cả trước khi chiến tranh kết thúc. Như vậy, tình hình của cuộc bầu cử sẽ được quyết định bởi diễn biến của cuộc chiến và trong nội bộ chính trường Ukraine. Nếu như diễn biến trên chiến trường hay là trong nội bộ có sự thay đổi bất ngờ nào đó theo hướng tích cực, thì cuộc bầu cử có thể được tiến hành rất nhanh chóng mà không cần quan tâm đến bất kỳ tuyên bố hay là vấn đề nào. Hoặc là bằng cách nào đó, các đồng minh phương Tây sẽ quyết định rằng chính quyền Ukraine cần một sự ủy thác mới về lòng tin của người dân để đưa ra một quyết định liên quan đến chiến tranh hoặc các cuộc đàm phán có thể xảy ra. Và sau đó, một chiến dịch bầu cử sẽ được công bố ngay lập tức. Zelensky đã thừa nhận thất bại. Ukraine đã bước vào giai đoạn mới của cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Zelensky thừa nhận giai đoạn này sẽ khó khăn và giai đoạn trước đó đã thực sự thất bại. Nhưng giai đoạn mới mà Tổng thống Zelensky nói ở đây là gì? Trong những năm gần đây, Kiev khẳng định rằng kể từ năm 2014, họ đã chiến đấu ở Donbass không phải với công dân của mình, mà là với quân đội Nga. Vào ngày 30 tháng 11, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm Nikolaev và gặp gỡ các sinh viên trong bối cảnh cuộc tấn công thất bại. Tổng thống Zelensky phải thừa nhận không chắc chắn về việc Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Có thể thấy rằng, mong muốn khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của một thành viên NATO chắc chắn sẽ dẫn đến liên minh này dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện với Nga. Và tất nhiên, phía Nga sẽ không đồng ý đình chiến, càng không đồng ý một nền hòa bình lâu dài nếu không có sự đảm bảo đáng tin cậy về tình trạng không liên kết của Ukraine với NATO. Chủ tịch Vương quốc Narada David Arakhamia đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn đầy tai tiếng gần đây. Sau đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã tuyên bố rằng Ukraine sẽ không trao đổi Crimea và Donbass để trở thành thành viên trong liên minh không phải vì họ quá cần thiết, mà là vì điều đó sẽ không thành công. Do đó, cuộc trò chuyện của Zelensky với các sinh viên tập trung vào việc sáp nhập và tái hòa nhập các lãnh thổ Crimea và Donbass. Đức muốn biến Ukraine thành công xưởng Chính phủ Liên bang Đức đã công bố thông tin về gói viện trợ quân sự tiếp theo, bao gồm 3.840 quả đạn pháo cỡ nòng 155 ly, 2 xe bọc thép biên giới, một cột anten di động, 25 máy đo khoảng cách laser, 5 thiết bị phát hiện UAV, 8 xe tải Citroën, 3 ô tô, 15 súng bắn tỉa 338, cùng với nhiều thiết bị hỗ trợ khác. Đây là mức hỗ trợ khá khiêm tốn, đặc biệt khi so sánh với những gì đã cung cấp cho Ukraine vào đầu năm nay. Đồng thời, công ty Gemento của Đức công bố kế hoạch chế tạo những chiếc xe bọc thép đầu tiên vào năm tới. Kế hoạch của các nhà sản xuất súng phương Tây bao gồm việc sản xuất xe bọc thép, chở quân Fox và xe chiến đấu bộ binh linh. Tuy nhiên, rõ ràng là họ sẽ không giới hạn mình trong việc sản xuất xe bọc thép. Bầu năm 2004, Daimler của Đức dự định bắt đầu sản xuất xe bọc thép ở Ukraine. Theo người đứng đầu công ty Armin Papager, xe bọc thép chở quân đầu tiên sẽ sẵn sàng trong khoảng từ 6 đến 7 tháng tới và xe chiến đấu bộ binh đầu tiên sẽ sẵn sàng trong khoảng từ 12 đến 13 tháng tới. Công ty dự định sản xuất 10 chiếc xe linh đầu tiên ở Đức hoặc Hungary và giao nó cho Ukraine trong tương lai gần. Papager đảm bảo rằng người Đức có kế hoạch thuê các cơ sở hiện có, trang bị lại và sau đó vận hành chúng, và chúng dường như được bảo vệ khá tốt. Trước đó, Papager đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Ukraine để sản xuất và sửa chữa xe tăng liều bát. Theo các chuyên gia, trong điều kiện hiện nay, việc tổ chức sản xuất xe bọc thép châu Âu ở Ukraine sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng lời nói của Papager khẳng định sự tồn tại của quan niệm của phương Tây coi Ukraine thành công xưởng tử thần. Sau thất bại của cuộc tấn công vào mùa hè của Ukraine, các chính trị gia phương Tây đã nhiều lần tuyên bố sự cần thiết phải phát triển ngành công nghiệp Ukraine để thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp của phương Tây. Công ty Rheinmetall sản xuất đạn dược và các thiết bị quân sự khác. Đây là nhà sản xuất vũ khí lớn nhất ở Đức. Vào tháng 3, Papager đã nói về kế hoạch mở một nhà máy sản xuất và sửa chữa xe tăng ở Ukraine trị giá 200 triệu euro và công suất sản xuất là 400 xe tăng mỗi năm. Với mục đích này, Mỹ quan tâm đã thành lập với một liên minh. Nga thì vẫn đang tấn công vào các kho vũ khí và thông tin liên lạc của Ukraine. Việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ vẫn tiếp tục, nhưng giới quan sát cho rằng quân đội Nga vẫn sẽ nắm toàn bộ quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine và sẽ không có cơ sở sản xuất xe bọc thép nào của Đức xuất hiện ở đó. Những lời hứa gần đây của Remanthol liên quan đến việc sản xuất và sửa chữa xe tăng ở Ukraine vẫn là một lộ trình ảo tưởng. Lý do là trong điều kiện hiện nay, việc thiết lập cơ sở sản xuất sản phẩm quân sự của châu Âu tại Ukraine là điều khó có thể. Bởi nhiều câu hỏi chưa có lời giải đó là ai sẽ làm việc ở nhà máy này. Họ sẽ là chuyên gia người Đức hay là người Ukraine, và các phụ tùng thay thế sẽ được cung cấp từ đâu. Sự không chắc chắn về tương lai của Ukraine ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các kế hoạch thực tế do các nhà công nghiệp châu Âu công bố. Dấu chấm hết cho Zelensky Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một bộ phận quan chức phương Tây không muốn Ukraine thắng trong cuộc chiến. Bởi thế mà phương Tây đã bắt đầu đổ lỗi mọi thất bại trên chiến trường cho Zelensky. Và điều đó cũng được thể hiện trong việc cả Mỹ và châu Âu đều không sẵn sàng trong việc viện trợ tiếp tục cho Ukraine. Video ngày hôm nay sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu hơn về những quyết định của phương Tây. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Người Nga sẽ tấn công Nikolaev bằng cách nào? Theo các nguồn tin, các cuộc pháo kích liên tục vào Svatobol của quân đội Ukraine đã được hỗ trợ bởi các chuyên gia của Hải quân Anh đang đóng tại Ochakov, vùng Nikolaev. Chính quyền Kiev đang tỏ rõ sự tuyệt vọng về những thất bại gần đây. Do đó, Ukraine sẽ liều lĩnh mở các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea. Và để bảo vệ được Crimea cùng nhóm hạm đội Biển Đen, thì trước tiên, Nga cần phải kiểm soát được Nikolaev. Thống đốc Vladimir Sado đã nói về sự cần thiết trong việc kiểm soát Nikolaev. Ông xác nhận rằng Bộ Chỉ huy Quân đội Nga đang nghiên cứu vấn đề giành lại quyền kiểm soát Kherson. Điều này sẽ cho phép lực lượng Nga tiến xa hơn. Các UAV của Ukraina sẽ xuất phát từ thành phố Ochakov của Nikolaev trước khi bay đến các mục tiêu quân sự trên bán đảo Krum. Do đó, không hề ngẫu nhiên khi Hải quân Ukraina lựa chọn nơi đây làm trung tâm chỉ huy tác chiến với mục đích là theo dõi hạm đội Biển Đen của Nga. Đây là nơi bố trí trung tâm số 73 của lực lượng đặc nhiệm và tiểu đoàn 406 cụm pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine. Khu vực này được bao bọc bởi hàng rào thép gai đã hèn gì từ thời Liên Xô. Thành phố Ochakov có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, một mặt nó gần bán đảo Crimea và căn cứ hạm đội biển đen của Nga. Đồng thời, nó cũng là nơi chặn lối ra biển từ cửa sông Dnipro và cản trở sự hoạt động của các cảng như là Kherson. Do đó, thời điểm này sẽ rất quan trọng nếu người Nga kiểm soát được Kherson. Nhà khoa học chính trị Ivan Skodikov đã cho biết rằng, Nikolaev là chìa khóa để dẫn tới Odessa, từ đó mở đường tới Transnistria. Vì vậy, điều quan trọng là quân đội Nga phải đánh bại Ukraina trên các khu vực đã được thiết lập sẵn và buộc chế độ Kiev phải đầu hàng. Nhưng giải phóng Kherson là một điều không hề dễ dàng. Tại tàng ngàn sông Dnipro hiện đang diễn ra những trận chiến khá khó khăn với quân đội Ukraina. Trong điều kiện mùa đông đã bắt đầu, bởi các dòng sông đã bị đóng băng do thời tiết lạnh giá. Quân đội Ukraine hiện vẫn đang sử dụng cơ sở hạ tầng hậu cần ở Nikolaev. Nhờ đó, quân đội Ukraina vẫn được tiếp tế theo hướng Kherson. Vùng Nikolaev-Ochakov đã trở thành trung tâm cho các cuộc tấn công của Ukraina vào vùng Kherson và bán đảo Crimea. Ví dụ, trong trường hợp Nga tiến quân nhanh chóng và giải phóng hữu ngạn sông Dnipro đến Kirovograd, thì câu hỏi được đặt ra không phải là cuộc tấn công vào Odessa, Nikolaev hay là Ochakov, mà là về việc quân Nga sẽ bao vây và quét sạch quân Ukraine với ít tổn thất hơn. Tuy nhiên, thì theo các chuyên gia cho rằng, cho đến nay thì những lựa chọn như vậy vẫn có vẻ không thực tế. Việc tiếp quản Kherson sẽ trở thành cuộc diễn tập lớn cho chiến dịch chiếm đóng Nikolaev. Nikolaev không chỉ là một cảng biển quan trọng và cửa ngõ vào Dnipro, mà còn là một thành phố phát triển công nghiệp. Nikolaev là một trong số ít địa điểm trên thế giới đóng tàu sân bay từ thời Soviet. Tất cả các tàu tuần dương chở máy hạng nặng của Liên Xô đều được chế tạo tại nhà máy đóng tàu biển đen hơn nữa nikolaev cũng là một thành phố với rất nhiều kênh rạch và cửa sông dưới thành phố còn có đường hầm trú ẩn để quân đội có thể ẩn náu cảng nikolaev cũng là một khu vực kiên cố vững chắc với hệ thống thông tin liên lạc ngầm do đó nga sẽ không thể chiếm được thành phố này một cách dễ dàng mà cần phải thiết lập kế hoạch thao tác thật khéo léo và chi tiết và nếu như nga không tiếp quản được nikolaev thì sẽ không thể kiểm soát được bờ biển đen vì vậy mục tiêu đầu tiên của nga là nikolaev và nếu có được Nikolaev, thì việc tiếp quản Odessa sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ba lý do có thể dẫn đến sự kết thúc của Ukraine. Cựu Tư lệnh NATO, tướng Mỹ Philip Breedlove mới đây đã tuyên bố rằng các nước phương Tây đang cố gắng ngăn cản Ukraine đạt được thành công trong cuộc xung đột. Tướng Breedlove giải thích cách mà các nhà lãnh đạo phương Tây nhìn nhận cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và lý do tại sao họ buộc Kiev phải chiến đấu chống lại kẻ thù mạnh hơn. Theo tướng Redlock là Nga có kho vũ khí hạt nhân ấn tượng, đó là lý do tại sao giới cầm quyền Mỹ chưa sẵn sàng đón đầu và chấp nhận rủi ro. Giống như trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, khi Liên Xô triển khai tên lửa tầm trung với đầu đạn hạt nhân. Hơn nữa, theo tướng Mỹ, một vấn đề còn lớn hơn là một bộ phận phương Tây không muốn Ukraine thắng trong cuộc chiến. Ông giải thích, đó là lý do tại sao phương Tây không đưa ra những đảm bảo rõ ràng cho Kiev, hỗ trợ có chọn lọc và rời rạc. Vũ khí được cung cấp theo hệ thống riêng biệt và với số lượng rất hạn chế. Ông Rilov cũng giải thích thêm rằng, các nhà lãnh đạo phương Tây hiểu rằng sự sụp đổ của Nga và sự thay đổi quyền lực ở đất nước này sẽ dẫn đến những hậu quả rất khó lường. Trong đó thì Hungary và Đức, những quốc gia này coi sự sụp đổ của Nga chính là mối đe dọa đối với họ. Trong khi đó thì Mỹ chỉ cần châu Âu là đồng minh trong cuộc chiến chống lại Nga. Người châu Âu thì không cần thiết phải chống lại Trung Quốc. Do EU là nguồn cung cấp công nghệ cao quan trọng nhất cho Trung Quốc, và cũng là thị trường bán hàng thay thế cho hàng hóa trung quốc sang mỹ do đó việc chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại trung quốc về cơ bản không chỉ là việc kết thúc liên minh với các nước trong khu vực châu á thái bình dương mà còn bao hàm sự hủy diệt của nền kinh tế châu âu và trong những bối cảnh đó thì sự tồn tại của nga là chìa khóa cho sự sống còn của châu âu nga cực kỳ cần thiết đối với người châu âu một vài tuyên bố nữa của tướng mỹ xác nhận đó là nguy cơ diệt vong của ukraine phương tây đã vỡ mộng về kiev và do đó sự ủng hộ sẽ giảm sút rất nhanh. Nếu sự hỗ trợ quân sự tối thiểu trong trung hạn không giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này, thì chính quyền hiện tại khó có thể tồn tại được. Cuối cùng, thì tướng Britlop lưu ý rằng không có loại vũ khí nào có thể xoay chuyển tình thế có lợi cho Kiev. Ông nêu ra ba lý do dẫn đến sự kết thúc của Ukraine. Thứ nhất, đó là phương Tây đã cấm Ukraine tấn công lãnh thổ được quốc tế công nhận là của Nga, tức là những khu vực mà chúng ta thường gọi là cũ. Vì vậy mà hậu phương của Nga sẽ được an toàn và không phải nhận những thiệt hại mà nó có thể gặp phải. Thứ hai, đó là phương Tây không hỗ trợ Ukraine trong việc chiếm ưu thế trên không, hay là ít nhất là bảo vệ khỏi các cuộc không kích từ máy bay của Nga. Và cuối cùng là các đồng minh của Ukraine sẽ từ chối cung cấp cho Ukraine các phiên bản tên lửa có tầm bắn xa nhất, vì lo ngại rằng Ukraine sẽ bắn chúng vào lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát và từ đó gây ra phản ứng cứng rắn từ Moscow. Do đó, quân đội Ukraine chỉ nhận được những tên lửa với tầm bắn và sức công phá rất hạn chế, không gây nguy hiểm lớn cho các cơ sở công nghiệp và các mục tiêu quan trọng của đối phương. Dấu chấm hết cho Zelensky Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng nên chuẩn bị cho những tin xấu từ Ukraine, đồng thời cũng xác nhận rằng các nước NATO không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đạn dược cho Ukraine. Khi được hỏi rằng quân đội Ukraine nên hành động như thế nào vào thời điểm này, thì ông Stoltenberg đã trả lời rằng tôi sẽ để người Ukraine và giới chỉ huy quân sự đưa ra những quyết định khó khăn này. Ông Stoltenberg đã từng phàn nàn rằng các nước châu Âu đang theo đuổi lợi ích riêng của mình và không thể mở rộng dây chuyền sản xuất vũ khí cho Ukraine. Ông cũng kêu gọi giải quyết vấn đề manh mún của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và thừa nhận rằng tình hình thiếu đạn dược trong lực lượng Ukraine. Alexander Buskov, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về chính sách thông tin và tương tác với các quốc gia cho biết, tâm lý thế giới cũng đang thay đổi trong cuộc xung đột tại Ukraine. Sự thay đổi này phần lớn đến từ chính phương Tây và chính quyền Kiev. Theo Thượng nghị sĩ Buskov, nếu là cách đây 6 tháng, Tổng thư ký Jens Stoltenberg sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cuộc xung đột đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi đối với Ukraine. Nhưng mà giờ đây, những cuộc phản công thất bại của quân đội Ukraine cùng với việc biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga không mang lại hiệu quả. Cùng với đó là cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang càng làm cho các quân bài trở nên dối rắm hơn. Nhìn chung thì các quyết định cuối cùng về cuộc phản công và các bước đi quan trọng khác đều do các nhà lãnh đạo phương Tây đưa ra. Nhưng mà giờ đây, họ đã đẩy tất cả những điều này cho người Ukraine. Bên cạnh đó, cuộc thăm dò gần đây của hãng tin AP cho thấy gần một nửa số người Mỹ tin rằng chính quyền Joe Biden đang chi quá nhiều tiền cho Ukraine. Ngày càng có nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa phản đối viện trợ cho Kiev. Còn tại phương Tây, thì các nước châu Âu cũng khó thuyết phục công dân của họ về sự cần thiết phải hỗ trợ tài chính và quân sự tiếp tục cho Ukraine. Còn tại chính Ukraine, thì nhóm phe phái chống Zelensky đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Đứng đầu là thị trường Kiev, Vitaly Klitschko và Tổng tư lệnh Velady Zaluzny. Theo ông Klitschko, người Ukraine đang đặt ra các câu hỏi. Đó là tại sao đất nước không chuẩn bị tốt hơn cho cuộc xung đột tại sao Tổng thống Zelensky luôn phủ nhận khả năng Nga có thể tấn công Ukraine và làm thế nào mà quân đội Nga có thể tiếp cận thủ đô Kiev nhanh đến như vậy. Nếu như trước đó Tổng thống Zelensky thông báo rằng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục cuộc tấn công vào mùa đông, thì ngay ngày hôm sau, ông ấy lại nói rằng họ sẽ chuyển sang phòng thủ và sẽ xây dựng các công trình phòng thủ dài hơn 1.000 cây số. Điều này sẽ là một bi kịch đối với hàng triệu người Ukraine. Và kết quả thì sao? phương Tây đã quy trách nhiệm cho Zelensky về mọi quyết định ở mặt trận, về việc từ bỏ một số khu định cư và vùng lãnh thổ trong tương lai. Người ta có xu hướng cáo buộc ông Zelensky can thiệp vào quân đội và xây dựng chế độ độc tài ở Ukraine. Kiev, nguy cơ mất 50 tỷ đô la viện trợ từ EU Tờ Financial Times đã đưa tin rằng Kiev có thể không nhận được 50 tỷ euro mà Liên minh châu Âu đã hứa do cuộc khủng hoảng ngân sách ở Đức. Hiện nay thì các nước thành viên EU khó có thể đạt được thỏa thuận về việc bổ sung ngân sách chung của khối này. Điều này không chỉ đe dọa sự ổn định kinh tế của các quốc gia mà còn cả sự mâu thuẫn đang gia tăng trong nội bộ của EU. Liên minh châu Âu luôn là nguồn hỗ trợ tài chính chính cho Ukraine và với nguồn viện trợ trị giá 50 tỷ euro này sẽ là huyết mạch trong chiến tranh của Ukraine. Tuy nhiên, khoản viện trợ này hiện đang là trung tâm của tranh chấp ngân sách trong EU, phủ bóng đen lên tương lai tài chính của Ukraine. Mối quan tâm chính dường như liên quan đến việc phân bổ và quản lý viện trợ dẫn đến khả năng dừng nguồn vốn. Những tranh cãi ở châu Âu có liên quan đến việc cung cấp quân sự cho Ukraine đang được thảo luận rất sôi nổi. Các nước EU đang tranh cãi xem ai sẽ là người giúp đỡ quân đội Ukraine nhiều hơn và đang cố gắng để đẩy trách nhiệm cho nhau. Gần đây, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã hứa một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 1,3 tỷ euro mà không báo trước cho Hạ viện. Do đó, ngoài giới cho rằng Đức đang cố gắng để giảm số tiền được phân bổ dành cho Ukraine. Hơn nữa, một ngày sau, chính phủ Đức đã công bố gói viện trợ mới cho quân đội Ukraine. Và điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi số viện trợ giảm đáng kể so với dự kiến ban đầu. Một mặt thì các nước NATO thực sự đang phải đối mặt với tình trạng tiêu thụ đạn dược chưa từng có ở mặt trận và sự thiếu chuẩn bị của Tập đoàn Quốc phòng để đáp ứng nhu cầu to lớn của Ukraine. Mặt khác, các tập đoàn quốc phòng Đức đã tiến hành một quá trình định hướng lại việc sản xuất băng tải đạn dược và xe bọc thép cũng gây bất lợi cho các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trên thực tế, Đức sẽ vẫn là một trong những nhà cung cấp thiết bị và hỗ trợ chính cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, tỷ trọng sẽ thay đổi tùy thuộc vào quan điểm của Hoa Kỳ. Theo đó, nguồn cung từ châu Âu sẽ tiếp tục ở mức tối thiểu để duy trì hoạt động của bộ máy quân sự Ukraine. Còn tại Pháp, lãnh đạo đảng yêu nước Pháp Florian Filippos đã cho biết rằng thời kỳ tồi tệ đang đến với Zelensky, đồng thời kêu gọi Pháp phải ngừng gửi tiền và vũ khí đến đất nước này. Tình hình còn phức tạp hơn nữa khi mà Hungary quyết định từ chối hỗ trợ kế hoạch viện trợ của EU dành cho Ukraine. Lập trường này có thể gây nguy hiểm hơn nữa cho nguồn viện trợ mà Ukraine nhận được từ EU. Ý nghĩa của quyết định này có thể vượt ra ngoài lĩnh vực tài chính, ảnh hưởng đến các mối quan hệ chính trị và ngoại giao trong khối EU. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby gần đây đã thừa nhận rằng nhà trắng đang rất cần nguồn viện trợ bổ sung để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Ông John Kirby cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua khoản phân bổ, nếu không, Mỹ sẽ khó cung cấp đủ viện trợ cần thiết cho Ukraine vào năm 2024. Ông cho rằng tình trạng này sẽ là nguyên nhân chính khiến chính phủ Mỹ lo ngại. Mặc dù EU phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine, nhưng nhiều người tin rằng quá trình này sẽ được kéo dài một cách có chú ý vì việc mở rộng là thách thức và đe dọa đến lợi ích được đảm bảo của eu các chính phủ phương tây khẳng định rằng họ vẫn cam kết ủng hộ ukraine hơn bao giờ hết nhưng các cuộc thăm dò trên khắp thế giới cho thấy nhiều người nghi ngờ về điều đó biển đỏ leo thang căng thẳng với các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các tàu dân sự đang hoạt động trên biển đỏ nhóm phiến quân houthi của yemen đang cố gắng để tham gia vào cái gọi là trục kháng cự trong khu vực. Theo hãng tin AP, diễn biến trên có khả năng đánh dấu bước leo thang lớn trong một loạt cuộc tấn công trên biển ở Trung Đông, có liên quan đến cuộc chiến Israel và Hamas, khi mà nhiều tàu lần đầu tiên rơi vào tầm ngắm. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố nhận trách nhiệm và cho biết họ đã tấn công hai tàu của Israel bằng máy bay không người lái và tên lửa hải quân. Houthi nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm đáp lại yêu cầu của người dân Yemen và lời kêu gọi từ các quốc gia Hồi giáo muốn sát cánh với người dân Palestine. Hoa Kỳ tuyên bố sẽ xem xét mọi phản ứng thích hợp sau vụ tấn công, đặc biệt là chỉ trích Iran sau khi căng thẳng tăng cao trong nhiều năm nay về chương trình hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của Tehran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Amir Abdullahian đã đe dọa chiến tranh có thể mở rộng nếu Israel không ngừng việc ném bom vào giải Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết rằng lực lượng trên bộ của họ đã tiến hành các hoạt động chống lại Hamas trên khắp giải Gaza vào hôm ngày 3 tháng 12, Twitter ghi nhận xe tăng của Israel đã chia cắt tuyến đường giữa Khan Younis và Deir Anbarah ở trung tâm của giải Gaza, chia giải đất này thành ba khu vực. Quân đội Israel cũng đã phát lệnh yêu cầu người dân Palestine sơ tán khỏi nhiều khu vực bên trong và xung quanh thành phố Khan Younis. Nhiều cư dân đã bắt đầu gói ghém hành lý để sơ tán, nhưng những khu vực họ được yêu cầu đến trú ẩn thì cũng đang bị tấn công. Một đoạn video cũng cho thấy những đám khói bốc lên trên trại tị nạn Jenin sau khi lực lượng Israel được cho là đã nhắm mục tiêu bằng thiết bị nổ trong cuộc đột kích. Kiev sẽ không có cơ hội đàm phán Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, phương Tây đang muốn kéo Nga vào một cuộc chiến toàn cầu. Các phương tiện truyền thông gần đây của phương Tây dường như đang thống nhất một chiều bài, đó là ca ngợi sự thành công của Nga trong cuộc chiến nhằm du ngủ nước Nga khi mà Nga đang lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho một cuộc chiến có quy mô lớn có thể xảy ra. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kiev sẽ không có cơ hội đàm phán Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, 44% công dân Ukraine ủng hộ thỏa hiệp trong đàm phán với Liên bang Nga cùng sự tham gia của các nước khác. Ngay khi kết quả trên được công bố, ứng cử viên khoa học y tế Evgeny Komarovsky đã đề xuất tiếp cận vấn đề này từ quan điểm y học. Ông nói rằng điều gì là quan trọng nhất đối với chúng ta, người Ukraine hay là lãnh thổ? Chúng ta cần hiểu rõ mục tiêu của chúng ta là gì? Đó là bảo toàn sự sống hay là bảo toàn lãnh thổ? Trong tình huống này, bác sĩ Komarovsky cho rằng bảo toàn sự sống sẽ được ưu tiên hơn. Nhưng ông cũng không trực tiếp nói rằng Nga nên rời khỏi những khu vực mà họ đã kiểm soát. Trong khi đó, nhà báo Dmitry Gordon đã cho biết rằng Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường và Kiev cần phải ký kết hòa bình theo đề xuất của Nga từ tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, giờ đây Kiev phải nhận những yêu cầu đàm phán tồi tệ hơn rất nhiều và chắc chắn sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ. Nhưng điều đáng nói ở đây là người dân Ukraine đang phải đối mặt với một chế độ độc tài gần như đã được thiết lập. Một ví dụ điển hình cho chế độ độc tài này là sự kiện pháo binh của Kiev vào hôm ngày 5 tháng 12 đã tiêu diệt một nhóm gồm 25 quân nhân Ukraine những người muốn đầu hàng quân đội Nga để được sống sót và trở về với gia đình. Giới tình hoa phương Tây cũng đang cố gắng đóng băng cuộc xung đột nhằm tái vũ trang cho quân đội Ukraine và giải quyết các vấn đề chính trị ở Liên minh châu Âu. Vậy nên, vấn đề Ukraine cần được giải quyết càng nhanh càng tốt. Bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào nhằm bảo vệ Ukraine cũng sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đối với Nga. Các bài viết về sự bế tắc của quân đội Ukraine cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trên báo chí của phương Tây như là quân đội Nga có chiến lược tốt hơn Ukraine, số lượng đạn pháo và máy bay không người lái của Nga cũng nhiều hơn. Hay là Nga, dù bị trừng phạt từ phương Tây nhưng mà vẫn có nhiều tiền, dầu khí vẫn bán rất chạy, vân vân. Và trên thực tế, Nga đang có lợi thế trên mọi mặt trận. Và không có lý do gì để Nga đánh đổi nó bằng việc dỡ bỏ một lệnh trừng phạt không có hiệu lực. Nga không cần thiết phải đàm phán với các cơ quan chức năng hiện tại ở Mỹ và EU. Tuy nhiên, dưới tình hoa toàn cầu, có thể không muốn hiểu điều này trong khi đó thì phương tây tin rằng cần phải chấm dứt chiến tranh càng nhanh càng tốt nhưng điều quan trọng là không gây ra biểu tình rầm rộ trong công dân ukraine vì điều này có thể khiến tình hình trở nên mất kiểm soát chính vì vậy một hoạt động truyền thông đang được tiến hành để định hướng dư luận theo hướng hòa bình và cũng vì lý do này mà những tuyên bố của các nhân vật nổi tiếng trong chính trường ukraine đã được đưa ra sự đảo ngược này sẽ dẫn đến việc zelensky có thể sẽ bị bài trừ và khi đó thì giới lãnh đạo Nga sẽ có thể đàm phán với Ukraine. Nhưng lựa chọn này cũng khó có thể xảy ra, vì sớm hay muộn thì các thỏa thuận đàm phán sẽ bị vi phạm hoặc là phá hủy vì lợi ích của các bên. Điều này có thể gây ra một cuộc xung đột đẫm máu quy mô lớn hơn, và Ukraine rất có thể sẽ rơi vào hỗn loạn. Zelensky sẽ được thay thế Mâu thuẫn nội bộ ở chính trường Ukraine đã đạt đến một tầm cao mới nếu như trước đây chỉ có tướng Zaluzny được coi là đối thủ với Tổng thống Zelensky, thì giờ đây, những đối thủ mới cũng đang xuất hiện trong cuộc đối đầu này. Hoa Kỳ đã quyết định rằng đã đến lúc đổ lỗi cho Zelensky về thất bại của những cuộc phản công. Một số tín hiệu đáng báo động đã được gửi tới ông Zelensky. Một là từ nước ngoài, và hai là từ chính đất nước Ukraine. Đầu tiên, chính trị gia người Pháp Florian Philippot nói rằng phương Tây bắt đầu công khai phó mặc cho số phận của Tổng thống Zelensky. Nhưng những bài phát biểu giận dữ đến từ chính Ukraine mới là điều đáng nói. Mặc dù chế độ Zelensky đã ra lệnh cho người dân phải im lặng, thị trường Kiev, Kibali, Klitschko đã tung ra một loạt lời chỉ trích tướng Zaluzny và đặt những câu hỏi như là vì sao Ukraine chưa sẵn sàng cho chiến tranh, tại sao người Nga lại tiến tới Kiev tranh đến như vậy, hay là tại sao không ai thừa nhận mức độ nghiêm trọng của toàn bộ tình hình và tiếp tục ủng hộ về chiến thắng vĩ đại không thực tế. Nhưng quan trọng nhất, ông gần như trực tiếp cáo buộc Tổng thống Ukraine là người thiếu năng lực. Nếu sự thẳng thắn của Klitschko có thể được cho là do tham vọng chính trị của ông, thì các tài liệu xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên báo chí phương Tây đã cho thấy các chính trị gia Ukraine đã thực sự bắt đầu hành động. Nhà bình luận chính trị Andriy Pela tin rằng người Ukraine hiện đang tự quyết định hai vấn đề. Đó là họ nên chọn kịch bản Triều Tiên bằng việc vẽ vĩ tuyến 38 và đóng băng xung đột, hoặc là tiếp tục chiến đấu đến cùng. Và vấn đề thứ hai, đó là thay thế người lãnh đạo ngay lập tức. Nhiều khả năng, họ sẽ chọn tiếp tục chiến đấu, bởi vì thỏa thuận ngừng bắn quá rõ ràng sẽ là một chiến thắng quá hời cho Nga. Có một thực tế là xếp hạng của Tổng thống Zelensky thậm chí còn thấp hơn cựu Tổng thống Petro Poroshenko trong cuộc bầu cử vừa qua. Sự tàn phá kinh tế, độc tài của chính phủ, kiềm duyệt toàn diện, đàn áp Kitô tô giáo tham nhũng khủng khiếp là hệ quả của mong muốn gia nhập NATO của ông. Văn phòng Tổng thống đang xem xét việc cách chức tướng Zaluzny, nhưng đồng thời cũng lo ngại rằng điều này sẽ làm uy tín của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tăng lên. Do đó, một số người trong nhóm cố vấn của Tổng thống Zelensky đã lên tiếng kiên quyết phản đối điều này. Ấn phẩm Pravda viết rằng Zelensky đã liên lạc trực tiếp với một số chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine mà bỏ qua việc trao đổi với tướng Zaluzny Điều này ngăn cản Tổng tư lệnh chỉ huy quân đội. Vì điều này mà tướng Zaluzny đôi khi không nhận được thông tin nào về việc chỉ huy quân đội để điều phối binh lính trên chiến trường. Tổng thống Zelensky đang cố gắng dẫn dắt các tướng lĩnh bỏ qua Zaluzny. Kết quả là Bộ Chỉ huy đã đưa ra những quyết định thiếu tính chiến lược về mặt quân sự. Và điều này cũng làm cho quân đội trở nên dễ mất tinh thần và nhiệt huyết để chiến đấu hơn. Ngoài ra, thì hàng loạt tướng dưới quyền của tướng Zaluzny đã bị cách chức như là tư lệnh lực lượng tác chiến đặc biệt Khodenko và tư lệnh lực lượng y tế Otachenko đã làm suy yếu trong cấp chỉ huy của quân đội Ukraine. Các nguồn tin cũng nói về xung đột tại trụ sở chính giữa tướng Zaluzny và Cục trưởng Cục Điều tra Nhà nước Sukhachev khi người này báo cáo về các cuộc thanh trừng tại các văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ do tham nhũng. Tướng Zaluzny đã nói rõ rằng vì điều này mà các chỉ số huy động đang giảm sút rất nhanh. Theo các cuộc thăm dò gần đây, Tổng thống Zelensky thậm chí còn thua giám đốc Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, Kuri Budanov. Điều này có nghĩa là nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày mai, Zelensky sẽ không có chút cơ hội chiến thắng nào. Không phải ngẫu nhiên mà ông ta đang cố gắng hết sức để hủy bỏ cuộc bầu cử, giống như người tiền nhiệm Poroshenko đã từng làm. Phương Tây muốn kéo Nga vào cuộc chiến toàn cầu Liệu Nga có sẵn sàng sử dụng một thỏa thuận ngừng bắn giả định để có lợi cho mình hay việc phương Tây tiếp tục lãng phí tài nguyên và đầu tư vào Ukraine là vì lợi ích của Nga. Nếu như vào thời điểm mùa thu năm ngoái, phương Tây vui mừng tin rằng Nga sắp bị đánh bại hoàn toàn, thì giờ đây họ đang chứng kiến một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy gần đây thì truyền thông phương Tây đang làm cho chúng ta tin vào chiến thắng sắp xảy ra của Nga. Các phương tiện truyền thông Mỹ cũng viết rằng nền kinh tế của Nga không thể bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Và Ukraine cũng không có cơ hội để lấy lại các vùng đất đã mất của mình. Nhà bình luận chính trị Andriy Pela nghi ngờ rằng, hầu hết các phương tiện truyền thông nổi tiếng ở các nước NATO và Mỹ gần như đã nhất trí bắt đầu nói về một nước Nga hùng mạnh, rằng nền kinh tế Nga không thể bị phá hủy bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo ông, phương Tây chỉ đơn giản là cố gắng du ngủ và khiến người Nga mất cảnh giác theo cách này. Tờ Bloomberg đã cho biết, kết thúc năm, ngân sách thẳng dư của Nga là 75 tỷ đô, trong khi Mỹ lỗ gần 2.000 tỷ đô la. Nếu như mà Nga chưa giành được những thắng lợi quyết định ở Ukraine, thì ít nhất cũng đã ngăn chặn hoàn toàn được cuộc phản công của Ukraine. Một trong những ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, Hindu Viver, Ramaswamy, đã nói rằng nếu như ông là Tổng thống, thì ông sẽ đạt được thỏa thuận với Nga. Hứa rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO và sẽ đồng ý rằng Tổng thống Putin sẽ nắm giữ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Anna Rubella không cho rằng tất cả các nhà báo và nhà phân tích phương Tây đều nói dối. Theo ông, nếu Nga đưa ra một thỏa thuận đình chiến trước thì điều đó sẽ không có nghĩa là Nga đã thắng. Nga sẽ phát triển các vùng lãnh thổ do họ kiểm soát, trong khi đó thì phương Tây sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến mang tính hủy diệt trong tương lai. Bên cạnh đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius từng tiết lộ rằng Berlin cũng đang chuẩn bị cho một cuộc đại chiến mới để chống lại nước Nga. Theo ông này, để làm được điều đó thì họ cần từ 6 tới 10 năm để tái vũ trang quy mô lớn, cần phải tăng cường sản xuất đạn pháo và vũ khí. Cho nên, nếu phương Tây cần chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn, thì hiện tại xung đột cục bộ chỉ đang cản trở cho điều này. Những ý tưởng tương tự cũng được Joseph Borrell, người đứng đầu cơ quan đối ngoại châu Âu và các chính trị gia thống nhất của châu Âu công khai tuyên bố. Rằng chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn đối với nước Nga. Ấn phẩm The Hill của Mỹ chỉ ra rằng, trong số 60 tỷ đô la đầu tư của phương Tây vào Ukraine, thì đồng thời Nga cũng đã đầu tư 110 tỷ đô la vào quân đội của mình. Đây không phải là sự thừa nhận thất bại của phương Tây hay là lời kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào lúc này, mà đó là lời kêu gọi xây dựng lại quân đội và chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn cầu. Tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn sẽ thuộc về Nga. Liệu Nga có sẵn sàng sử dụng một hòa thuận ngừng bán giả để có lợi cho mình? Hay là ngược lại, liệu phương Tây có tiếp tục lãng phí tài nguyên và chuyển mọi việc sang giai đoạn để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới hay không? Nga sẽ gặp phòng tuyến Zaluzny. Quân đội Ukraine đang tiến hành trinh sát lực lượng và xác định các vị trí của Nga trong khu vực khu công nghiệp theo hướng Abdiivsky. Quân đội Nga đã sử dụng hệ thống súng phun lửa hạng nặng để bao vây các mục tiêu của quân đội Ukraine. Ở sân phía nam của Abdiivka vào ban đêm, cường độ tấn công từ pháo binh đang ngày càng gia tăng. Đổi lại thì quân Ukraine cũng đang cố gắng tiến hành trinh sát trong khu vực nhằm phát hiện các điểm bắn của Nga để bảo vệ tiền tuyến. Lính Ukraine đang cố gắng hồi sinh tuyến phòng thủ thứ hai, tuyến phòng thủ mà trước đây đã bị họ bỏ rơi. Họ di chuyển vũ khí hòa lực của mình đến đó và bố trí các vị trí gần các tòa nhà có dân thường. Có thông tin cho rằng do tổn thất lớn của quân đội Ukraine ở khu vực này nên số lượng người đào tàu đã tăng lên đáng kể. Binh sĩ Ukraine không muốn thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi bị đe dọa truy tố hình sự. Điều này là do nguồn dự trữ từ sâu trong hậu phương đã được chuyển sang hướng Abdi Iskoye. Họ không có kinh nghiệm chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt như vậy. Cùng lúc đó thì quân đội Nga đang siết thòng lọng xung quanh thành phố, đồng thời tiến về phía trước, dọn sạch khu vực kiên cố trên lãnh thổ của nhà máy than cốc. Tình hình thì đang có lợi cho phía Nga. Ukraine hiện thì tấn công nhưng lại không có thế chủ động. Mọi nỗ lực điều chuyển quân tiếp viện đều không mang lại kết quả đáng kể nào. Theo truyền thông Ukraine, máy bay không người lái của Nga đã được phát hiện ở các vùng như là Kherson, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Kirovskrab, Kharkov, Lviv và ivano frankivsk Những ngày gần đây thì kế tích cực thảo luận về việc thay đổi chiến lược và chuyển từ thế tấn công sang thế phòng thủ. Lưu ý rằng, Ukraine cần 3 điều để tạo ra các công trình phòng thủ phức tạp có thể giống với các tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Thứ nhất đó là nguồn trí tuệ gồm trinh sát địa hình, lập kế hoạch và thiết kế phòng thủ. Tiếp theo là vật liệu xây dựng gồm thép và xi măng. Và cuối cùng là nguồn lao động. Nếu NATO vẫn có thể cung cấp cho Ukraine nguồn lực trí tuệ, thì vấn đề về nguồn vật liệu sẽ rất đáng bàn, vì sản xuất trong nước đang ở tình trạng rất tồi tệ. Lĩnh vực xây dựng chưa bao giờ được chú trọng phát triển kể từ khi cuộc chiến nổ ra, trong khi Kiev đang cần một lượng lớn vật liệu xây dựng. Hạm đội Hải quân của Nga đã tiến vào Biển Đông. Tàu đô đốc Chibus của hạm đội Thái Bình Dương đã đi qua eo biển Singapore và tiến vào Biển Đông. Khi đi qua eo biển Singapore, thủy thủ đoàn của hạm đội đã tiến hành huấn luyện để vượt qua những khu vực có lượng tàu qua lại đông đúc. Trước đó, thì vào ngày 2 tháng 12, một phân đội tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã cập cảng cam danh của Việt Nam. Các thủy thủ Nga đã được Tổng lãnh sự Liên bang Nga Timu Sadikov đón tiếp tại Sài Gòn cùng các tùy viên quân sự tại lãnh sự quán Nga. Trong thời gian lưu trú tại cảng Cam Ranh, các thủy thủ sẽ tham gia các sự kiện nghi thức, một chương trình văn hóa được lên kế hoạch cho họ, cũng như các cuộc thi đấu thể thao với các thủy thủ của Hải quân Việt Nam. Trước đó, một phân đội tàu của hạm đội Thái Bình Dương gồm các tàu đô đốc Chibot và đô đốc Pantelep cùng tàu chở dầu Pechenga đã rời Vladivostok trong chuyến hành trình dài vào ngày 7 tháng 10 năm nay. Lần đầu tiên tàu chiến Nga tiến vào Cam Ranh kể từ khi rút quân vào tháng 6 năm 2014. Sau đó Cam Ranh được hải đội của hạm đội Thái Bình Dương gồm tàu chống ngầm cỡ lớn Marcel Saposnikov, tàu chở dầu tầm trung Ikot và tàu cứu hộ Alan đã đến thăm Cam Ranh. Và việc Nga đang xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương có phải là kế hoạch để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn hay không? Nga chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực Hoàng Thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Trong khi Ukraine tiếp tục đề xuất phương Tây viện trợ vũ khí và tiền bạc, thì các nước phương Tây dường như đang phớt lờ những lời đề nghị này. Bởi vì những vũ khí được gửi đến Ukraine không mang lại kết quả như mong muốn. Trong khi đó thì Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực có quy mô lớn hơn. Thực hư câu chuyện này ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ukraine cầm chừng chờ tiếp viện Quân đội Ukraine đã tập trung nhân lực lớn nhất theo hướng APICA tại các vị trí trong nhà máy than cốc, sử dụng các tòa nhà cao tầng ở trung tâm APICA làm điểm tựa để điều chỉnh hỏa lực súng cối và pháo binh từ đó. Nhưng Nga cũng sử dụng máy bay để tấn công nơi tập trung thiết bị của Ukraine trong khu vực nhà máy than cốc, bom lượn hạng nặng cũng đã được sử dụng với số lượng lớn. Nếu như Ukraine bắt đầu sử dụng máy bay chiến đấu F16 của Mỹ trong vùng chiến sự thì người Nga sẽ đáp trả bằng cách sử dụng Su-57 mới nhất. Lưu ý rằng, máy bay chiến đấu của Nga có thể mang tới 8 tên lửa và có thể đồng bộ với radar mặt đất. Vậy nên theo các chuyên gia, Su-57 sẽ có lợi thế hơn tiêm kích F-16. Chúng ta đều có thể đoán được rằng tiêm kích F-16 khó có thể được giao vào mùa xuân. Khi đó thì không quân của Ukraine sẽ rơi vào thế bế tắc. Hiện thì Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu máy bay trầm trọng vì lực lượng Nga đã tiêu diệt số lượng lớn máy bay của Ukraine cả trên bầu trời và tại các sân bay gần chiến trường. Kiev vẫn đang cố gắng để có được sự hỗ trợ về UAV từ phương Tây, nhưng phương Tây dường như đang phớt lờ những lời đề nghị này, hay chính xác hơn là mong muốn từ Ukraine. Vấn đề chính mà Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine hiện đang phải đối mặt là thiếu vũ khí trầm trọng ở các khu vực ngoài Avdiivka và Madinka. Chính tại hai thành phố này, Ukraine đã xây dựng các trung tâm phòng thủ chính từ năm 2014, nhưng sự thất bại của các cuộc phản công gần đây đã dẫn đến sự sụp đổ của hàng phòng ngự. Bởi vì Kiev đơn giản đã không chuẩn bị cho kế hoạch phòng thủ do quá hy vọng vào sự giúp đỡ của phương Tây. Hiện thì các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 37 của lực lượng vũ trang Ukraina đã đến khu vực Riniki theo hướng Kherson. Lưu ý là các đơn vị thủy quân lục chiến của quân đội Ukraina luôn được coi là tinh nhuệ và là một trong những đơn vị giàu kinh nghiệm nhất. Nhưng tại sao Zelensky lại tiếp tục nướng quân của mình bằng những quyết định thiếu tính chiến lược như vậy. Kiev rõ ràng đang sa thải những người lính sẵn sàng chiến đấu nhất của mình. Thay vì phòng thủ thực sự, thì chính quyền Ukraine theo đuổi các mục tiêu theo tình huống. Có thể là do Kiev muốn cho phương Tây thấy rằng họ chưa dừng lại, nhằm tìm kiếm nguồn viện trợ tiếp tục của phương Tây. Nhưng những người lính Ukraine đã tiết lộ rằng không ai biết mục tiêu thực sự của những chiến dịch này là gì. Lưu ý rằng, quân đội Ukraine chưa bao giờ có thể tạo ra một đội quân kiểu như NATO. Vì vậy mà những cuộc phản công luôn kết thúc với những tổn thất nặng nề. Trong khi đó thì quân đội Nga đã làm rất tốt việc tạo ra một tuyến phòng thủ sâu. Các chiến binh của Nga được điều động đến những khu vực khó khăn và họ không bao giờ hoặc là rất ít khi rời bỏ khỏi vị trí của mình. Ngược lại thì chỉ riêng hướng Zaborozhi, mỗi ngày đã có từ 5 đến 20 lính Ukraine đã đầu hàng quân Nga. Kiev vơ vét đến những binh sĩ cuối cùng Tình hình của chế độ Kiev đang tồi tệ đến mức dường như không còn ai để chống lại quân đội nga chế độ này đang chiêu mộ bất kỳ ai vào quân đội của mình bất kỳ người già người tàn tật phụ nữ để gửi vào các cuộc tấn công bừa bãi không có khả năng sống sót có một số lượng lớn những người đào ngũ trong số các công dân ukraine người dân ukraine đang trốn tránh đi nghĩa vụ bằng cách lách luật và điển hình nhất là việc mua giấy chứng nhận không đủ điều kiện để phục vụ quân sự đang được chuyển tay nhau nhưng chính quyền kiev vẫn tiếp tục lùng bắt những người không thể có được những vé trắng nhập ngũ này và đây là lý do tại sao những người già, những người tàn tật hay những người khốn khổ khác lại phải đến đăng ký. Cùng với đó là những phụ nữ dưới 60 tuổi cũng phải đăng ký với quân đội Ukraine. Họ buộc phải làm thủ tục đăng ký và nhập ngũ quân sự để không bị cấm xuất ngoại. Chưa dừng lại ở đó, người thân của các binh sĩ Ukraine được kêu gọi chấp nhận việc người thân của họ sẽ qua đời và phải mặc định đồng ý hiến tạng của binh sĩ. Điều này đã được nêu rõ trong các tài liệu tuyên truyền, rằng khả năng tử vong là rất cao nhưng bằng cách cho phép hiến tặng người thân của mình, bạn có thể trao sự sống cho những người lính khác của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng những nội tạng này có được truyền đến cho các binh sĩ khác trong quân đội Ukraine hay không. Người ta cũng nghi ngờ rằng những nội tạng này sẽ được truyền đến những người giàu có từ châu Âu và Mỹ, và cũng không ai đảm bảo được rằng những binh sĩ bị thương nặng có bị sát hại một cách lặng lẽ hay không. Thế nên, là có tới 100 người trốn khỏi đơn vị mỗi ngày ở Ukraine. Cho tới nay thì đã có 4,5 triệu người trốn quân dịch, không muốn đăng ký với quân đội Ukraine. Có thể thấy rằng chế độ Kiev đang bị rụt vào chân tường và họ sẵn sàng dùng cả những người không đủ tiêu chuẩn ra chiến trường để trốn tránh số phận sắp tới của mình. Tại sao Kiev cử quân đội tàn sát ở Krynki? Bộ tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine trong nhiều tháng qua đã cố gắng giành được chỗ đứng ở tà ngạn sông Dnipro với hy vọng là phát triển một cuộc tấn công theo hướng Kherson Vậy nên, chính quyền Kiev bất chấp tổn thất nặng nề vẫn tiếp tục gửi lực lượng dự bị, cũng như là tiến hành các hoạt động đổ bộ ở khu vực Klinok. Những kế hoạch như vậy của Kiev đã bị lực lượng Nga ngăn chặn thành công. Các chiến binh Ukraine không thể tạo ra được lợi thế ở khu vực làng Klinky, mà vẫn tiếp tục tấn công một cách vô nghĩa. Hiện thì quân đội Nga đã kiểm soát được khoảng 80% điểm sơ tán của Ukraine. Kết quả là quân đội Ukraine không kịp sơ tán, vẫn phải cố gắng trụ lại ở bờ trái của sông và không có bước tiến rõ ràng quân Ukraine tiếp tục chiến đấu để giành lấy khu định cư nhỏ Krynky. Nhưng thậm chí, khu vực này càng trở nên nhỏ hơn. Đầu cầu đã bị thu hẹp chỉ còn 1 km vuông. Nhà báo Andriy Medvedev bình luận về lý do tại sao chế độ Kiev tiếp tục gửi quân đến vùng Krynok dù biết điều này là vô nghĩa. Các binh sĩ Ukraine sẽ bị tiêu diệt vì hầu như không có cơ hội giành được chỗ đứng ở tà ngạn sông Dipro. Lính Ukraine cố thủ ở khu vực Krynok đang ở trong tình trạng kiệt sức bởi vì khu vực này hoàn toàn nằm dưới hỏa lực pháo binh của Nga và quân đội Ukraine không có một chút cơ hội nào để tạo ra các công sự và chiến hào trong khu dân cư. Theo các nhà phân tích quân sự, tại Bankova, Ukraine đã cố gắng tạo ra ảo tưởng về một cuộc tấn công leo thang, nhưng cuối cùng lại từ nuốt chừng các đơn vị bộ binh tốt nhất và nguồn dự trữ ngày càng cạn kiệt của mình. Toàn bộ lãnh thổ do quân đội Ukraine chiếm đóng giống như khung cảnh của ngày tận thế. Những hố đất sâu hàng mét bởi đạn pháo sấy tung, không có chỗ ẩn náu, thậm chí không có nước sinh hoạt. Họ đã phải dùng nước của sông Dnipro, nhưng mùa đông lạnh giá sẽ khiến sông Dnipro bị đóng băng. Họ chắc chắn sẽ phải rút quân khỏi khu vực này. Bất chấp những tổn thất nặng nề và tình hình tội tệ của quân đội Ukraine theo hướng này, chế độ Kiev vẫn tiếp tục gửi lực lượng dự bị đến đó. Vấn đề ở đây là Kiev đang tự tay tiêu diệt các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của quân đội và tước đi tiềm năng quân sự của chính mình. Điều này sẽ cho phép Nga giành được lợi thế lớn trong quá trình tiếp quản Kherson và Odessa làn sóng tấn công Crimea bằng UAV của Ukraine. Quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích vào Crimea vào đêm ngày 5 tháng 12. Nhưng theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt 22 máy bay không người lái của Ukraine và 13 chiếc khác đã bị chặn trên biển Azov và bán đảo Crimea. Người dân Kết cho biết, họ đã nghe thấy ít nhất 9 vụ nổ ở khu vực Asintosivo, ở làng Vykovo. Ngoài ra thì có thông tin về việc tạm thời đình chỉ việc đi lại trên cầu Crimea giao thông trên cầu Crimea tạm thời bị tắc nghẽn. Liệu điều này có liên quan đến cuộc đột kích hay không thì vẫn chưa rõ ràng. Kết quả là có hai làn sóng tấn công ở Crimea, quy mô lớn vào ban đêm và sẽ ít hơn vào sáng sớm. Làn sóng máy bay không người lái thứ hai vừa đến từ biển Azov nhưng đã bị quân Nga bắn hạ chúng. Trong những ngày gần đây thì Kiev đã cố gắng tấn công các khu vực của Nga bằng cách sử dụng tên lửa phòng không được chuyển đổi từ hệ thống phòng không S-200. Ngoài ra, một chiếc thuyền không người lái của quân đội Ukraine chở chất nổ cũng được phát hiện gần bờ biển Crimea. Trước đó thì chiếc thuyền này được cho là đã bị mất tích ở biển Đen, sau đó bị sóng cuốn vào bờ biển Crimea. Chiếc thuyền đã được người dân ở làng Molochnoye, quận Saki phát hiện và báo cảnh sát. Các chuyên gia quân sự cho rằng, nhiều khả năng mục tiêu tấn công của Kiev lại là cầu Đông. Chỉ là không rõ ai đã tổ chức một cuộc tấn công lớn như vậy. Trong bối cảnh xung đột tiềm ẩn giữa Zelensky và Zaluzhny, thì một lần nữa cây cầu lại trở thành mục tiêu lớn nhất. Nhưng điều đáng chú ý ở đây đó là trong những cuộc tấn công vào ban đêm của đội quân Ukraine, thì dấu vết của NATO đã hiện rõ. Qua vệ trinh sát RQ-4B cất cánh từ căn cứ không quân hải quân NATO lần đầu tiên lao vào không phận trung lập trên biển đen, sau đó bắt đầu bay vòng qua lãnh thổ của Romania, bay từ thành phố Petesti đến Potosani. Cùng thời điểm đó thì máy bay không người lái do thám của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân hải quân Sigonella của NATO ở Sicily. Đều gây tò mò là chuyến bay của AV Mỹ lại trùng hợp với vụ nổ ở Cờ Đông. Tuy nhiên, thì không có gì là bí mật khi Ukraine thực hiện các cuộc tấn công của mình với sự trợ giúp của công nghệ phương Tây. Nga chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực. Trong khi Tổng thống Zelensky tuyên bố xây dựng công sự trên các tuyến phòng thủ chính, thì Nga đã bắt đầu một giai đoạn mới trong việc tổ chức lại quân đội cho các nhiệm vụ của một cuộc chiến tranh lớn hơn. Theo các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quá trình thành lập đơn vị đầu tiên, Lữ đoàn pháo binh số 17 thuộc quân đoàn Zaporozhye số 3 đang ở giai đoạn cuối. Quá trình hình thành các lữ đoàn pháo binh mạnh đã được triển khai trong lực lượng mặt đất. Và trong tương lai, những lữ đoàn pháo binh như vậy sẽ được thành lập ở tất cả các quân đoàn tham gia chiến dịch đặc biệt. Có thông tin cho rằng, họ sẽ được trang bị pháo tự hành 2S7M Mark 203 ly cũng như là pháo cối Tulip 240mm. Phiên bản cũ của pháo 2S7 được gọi là PEO. Phiên bản hiện đại hóa của nó được gọi là pháo tự hành 2S7M2, được lắp đặt thêm mới các thiết bị liên lạc nội bộ, trạm phát sóng, tổ hợp giám sát, hệ thống bảo vệ chống hạt nhân, thiết bị thu nhận và xử lý thông tin. Trên thực tế, đây là loại vũ khí duy nhất của quân đội Nga có khả năng thực hiện tối đa nhiệm vụ phản pháo. Khả năng ném đạn xa 47km cho phép những khẩu súng này có thể chiến đấu với súng NATO từ khoảng cách an toàn. Trong khi đó, thì các vũ khí phương Tây như pháo tự hành Grad của Ba Lan bắn ở khoảng cách lên tới 40 km. Pháo tự hành Caesar của Pháp có khả năng tiếp cận mục tiêu ở cự ly 49 km. Cho đến nay, thì Nga đã sử dụng máy bay không người lái len cực kỳ hiệu quả. Việc Nga tập trung pháo binh tầm xa vào các lữ đoàn riêng biệt và tăng tổng số pháo tầm xa sẽ cải thiện được tình hình. Hơn nữa, thì Ukraine đang thiếu hụt miền đất cỡ 155 ly, và buộc phải chuyển sang sử dụng ổ ạt đạn chùm M483. Loại đạn này có tầm bắn chỉ bằng một nửa so với đạn thông thường. Nhưng tất nhiên, Nga sẽ phải rất coi trọng việc phát triển pháo binh, vì trong cuộc chiến tiếp theo thì Lancet có thể bị vô hiệu hóa bởi hệ thống tác chiến điện tử của NATO và pháo tự hành tầm bắn hơn 50 km cũng sẽ có khả năng bị vô hiệu hóa. Vũ khí thứ hai mà các lữ đoàn pháo binh Nga sẽ sử dụng là súng cối Tulup 240 ly. Hệ thống được phát triển từ những năm 60 của thế kỷ trước và được đưa vào sử dụng vào năm 1972. Tầm bắn tối đa của loại súng này là 19 km, nhưng sức mạnh khủng khiếp của nó phải kể đến ở đây là loại đạn nó mang theo. Loại đạn này có khả năng bay 9,6 km, nặng 130 kg và mang theo 32 kg thuốc nổ tới vị trí của đối phương. Một quả mìn như vậy có thể xuyên qua sàn bê tông của các tòa nhà cao tầng, phá hủy mọi bong kè và các hầm trú ẩn. Một loại đạn tiên tiến hơn, mìn phản ứng chủ động bay f 2 có thể bay tới 20 km và nặng 228 kg. Nó mang đến 46 kg chất nổ tới mục tiêu. Còn Tulip 240 ly có khả năng phá hủy các tòa nhà có sàn bê tông cốt thép dày tới 3 m Loại vũ khí này thậm chí có thể hữu ích trong việc phá vỡ phòng tuyến Mannerheim hoặc là bức tường Đại Tây Dương của Đức. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, không còn ai xây dựng những công sự như vậy, ít nhất là ở khu vực phòng thủ giã chiến của Ukraine không có. Mặc dù không có thông tin chi tiết cụ thể về các lữ đoàn pháo binh Nga được thành lập, nhưng trong cơ cấu của lực lượng lục quân Nga, trước khi thành lập quân khu phía Bắc đã có một đơn vị như vậy. Lữ đoàn pháo binh Sv số 45 thuộc quân trương Podan Khmelnytsky, nó chứa hai tiểu đoàn pháo tự hành, hai tiểu đoàn súng cối tự hành, tiểu đoàn pháo binh trinh sát và đơn vị quản lý hỗ trợ. Thành phần của lữ đoàn khiến nó trở thành một công cụ phổ biến để phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương. Súng tầm xa có thể tiến hành chiến đấu phản công và súng cối có thể phá hủy các công sự giã chiến. Để sử dụng hiệu quả loại pháo này, thì điều quan trọng là pháo của Nga phải đạt được khả năng chính xác và chỉ định mục tiêu tốt. Các chuyên gia cho biết, khi sử dụng các hệ thống này, điều quan trọng là phải sử dụng thành thạo và chính xác tất cả các phương tiện chính xác pháo binh như là radar, âm thanh, UAV và một số phương tiện khác. Pháo binh có sức mạnh đặc biệt nhưng không thể tồn tại nếu không chỉ định đúng mục tiêu. Và điều này chỉ có thể đảm bảo được bằng cách phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chính xác. Ngược lại, các lữ đoàn pháo binh công suất cao sẽ không kém phần hữu ích trong việc phòng thủ. Việc thành lập các lữ đoàn pháo binh công suất cao cho thấy ý định của Nga về việc tiến hành một cuộc tấn công lớn. Hơn nữa, việc họ được thành lập theo quân đoàn cho thấy ý định tiến hành các cuộc tấn công theo nhiều hướng cùng một lúc của Nga. Dễ dàng nhận thấy, các lữ đoàn pháo binh của Nga đều nhằm mục đích vô hiệu hóa những yếu tố này từ Kiev. Nga đang chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn từ những điều cơ bản nhất. Cần lưu ý rằng, việc Nga thành lập các lữ đoàn pháo binh mạnh mẽ đã được công bố cách đây gần một năm. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, tại một hội đồng của Bộ Quốc phòng với sự tham gia của Tổng thống. Việc thành lập năm sư đoàn pháo binh, những con quái vật thực sự của chiến tranh tổng lực đã được công bố. Phương Tây buộc Zelensky phải đỉnh chiến Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, truyền thông gần đây của Ukraine liên tục đưa tin về cái chết của cựu nghị sĩ Kiva. Người ta cho rằng ông đã bị ám sát bởi chính quyền Kiev. Trong khi đó, thì cũng có thông tin cho rằng ông đã bị tổ chức tình báo quốc tế sát hại. Vậy thì thực hư câu chuyện này ra sao? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích xoay quanh vấn đề này. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Phương Tây buộc Zelensky phải đình chiến Giấy tình hoa phương Tây đang đưa ra sự ám chỉ rằng họ đã sẵn sàng đưa cuộc xung đột Ukraine từ chiến trường đến bàn đàm phán. Ukraine và phương Tây đang đi trên một quỹ đạo không bền vững, các mục tiêu quân sự của Kiev là không thể đạt được về mặt chiến lược. Ấn phẩm biêu của Đức đưa tin như sau. Bản thân Zelensky phải hiểu rằng không thể tiếp tục như thế này được nữa. Ông ấy phải có ý chí tự do hướng về quốc gia và các cuộc đàm phán cần phải được tổ chức. Có lẽ trên thực tế, phương Tây đã công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với một phần các khu vực mới của Liên bang Nga, bao gồm Zaporozhye và Kherson. Đầu đốc James Sardinis, cựu tổng tư lệnh lực lượng NATO ở Ukraine đã cho biết chúng ta có thể sẽ phải chấp nhận, ít nhất là trong một thời gian, là bán đảo Crimea sẽ do Moscow kiểm soát và sự hiện diện của hành lang đất liền giữa bán đảo này và Nga. Thực tế thì phương Tây đang chuyển đổi từ luân điệu cần phải đánh bại Nga trên chiến trường sang nỗ lực ngoại giao. Điều đó cho thấy tình hình chiến trường khá tiêu cực cho chính quyền Kiev. Nói về đàm phán hòa bình, thảo luận về việc Ukraine gia nhập NATO mà không bao gồm lãnh thổ được sắp nhập vào Nga đã phản ánh sự thất bại của chiến lược mà phương Tây đã theo đuổi trong suốt hơn một năm rưỡi qua. Có thể phương Tây đã nhận thấy sự hỗ trợ không đáng tin cậy từ Mỹ dành cho Ukraine, cũng như việc thiếu nguồn lực vật chất ở đó. Họ đang bắt đầu nói về việc chuyển sang kế hoạch B có điều kiện, hướng tới việc đóng băng xung đột. Phương Tây rõ ràng đang tìm cách tạm dừng cuộc xung đột Ukraine để tránh phải gửi vũ khí và tiền bạc tới nhiều mặt trận cùng lúc. Và thứ hai là để không làm hỏng chiến dịch bầu cử của Tổng thống Biden với những tin tức xấu từ mặt trận Ukraine. Cuối cùng là để không làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội ở Ukraine vào mùa đông năm 2023 và năm 2024 sắp tới có thể làm dung chuyển chế độ Zelensky. Nhưng bản thân Tổng thống Zelensky lại suy nghĩ theo một hướng khác. Ông này cho rằng việc bắt đầu đàm phán với Moscow sẽ dẫn đến sự sụp đổ nền tảng tuyên truyền của chế độ Kiev từ trước đến nay, là thuyết phục người dân Ukraine tin về sự tất yếu của chiến thắng trước người Nga. Vì vậy, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga đều là không thể, ít nhất là cho tới thời điểm này. Theo Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Budanov, cuộc xung đột có thể kết thúc trên cơ sở đóng băng mà không cần ký kết bất kỳ thỏa thuận nào, tức là đóng băng xung đột mà không có người chiến thắng hay là người thua cuộc. Nhưng Nga hoàn toàn không cần bất cứ thứ gì kiểu như thế, vì nhiều lý do khác nhau. Để đóng băng xung đột, và đặc biệt là đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về việc Ukraine không gia nhập NATO, thì ít nhất cần có một sự tin cậy tối thiểu giữa các bên. Nhưng thực tế thì điều này khó có thể xảy ra. Từ quan điểm lợi ích của Nga, không có điều kiện tiên quyết nào cho một thỏa thuận ngừng bắn. Giải pháp thay thế cho niềm tin chỉ còn cách phân định trên chiến trường, tức là bên nào kiệt sức trước thì buộc phải ngồi vào bàn đàm phán. Liên tục bại trận, Kiev muốn chiếm tốc mắc trong vòng 3 ngày. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực làng Stebove theo hướng Adliiske. Một nửa ngôi làng này vẫn nằm trong vùng xám giao tranh. Các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 và 67 của quân đội Ukraina đã tập hợp lại và nhận được quân tiếp viện mới từ những tần binh mới được huy động. Đối với Ukraina thì việc di rời binh sĩ bị thương và tiếp tế cho các lữ đoàn chiến đấu là khá khó khăn do rất nhiều phương tiện di chuyển đã bị pháo binh và máy bay không người lái của Nga phá hủy. Nhìn chung thì vùng kiểm soát của Nga trong khu công nghiệp Avdiivsky đang được mở rộng hơn. Các nhà bình luận quân sự Nga cho biết, binh sĩ Ukraine được huấn luyện tại các nước NATO gần như chỉ để trình diễn. Và khi ép càng huy động gấp rút bao nhiêu, thì quân đội Ukraine càng có ít thời gian để đào tạo nhân sự có chất lượng cao cho cuộc chiến bấy nhiêu. Theo kế hoạch, Kiev sẽ đánh chiếm thành phố Tốt Mát trong vòng 3 ngày. Họ dự tính rằng trong 12 giờ đầu tiên, quân đội Ukraine sẽ tiến được 5 đến 10 km Tuy nhiên thì cho đến nay, Ukraina vẫn chỉ chiếm được ngôi làng Robotine, mà trên thực tế nó vẫn nằm trong khu vực vùng xám giao tranh. Trong khi đó thì bộ chỉ huy Ukraine không có kế hoạch B, bởi Kiev tin rằng quân đội sẽ tiến nhanh mà không gặp phải sự kháng cự nghiêm trọng nào. Nhưng thực tế, điều đó lại không xảy ra. Quân đội Ukraine phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt và chịu tổn thất khá nặng nề. Điều này đã làm mất đi niềm tin tấn công của quân đội Ukraine. Bí mật về UAV của Ukraine Tin tức mới nhất cho thấy rằng Nga đang nâng cấp UAV rằng sẽ khiến cho quân đội Ukraine lo lắng. Theo Ford, quân đội Nga có số lượng máy bay không người lái lớn hơn nhiều và tỷ lệ sản xuất máy bay không người lái của Nga cũng cao gấp 6 lần Ukraine. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt này đã được thể hiện rõ trên chiến trường. Minh chứng là chỉ với 4 binh sĩ Nga với sự hỗ trợ của máy bay không người lái đã hạ gục một nửa trung đội của quân địch. Việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái sát thủ được triển khai ở Nga giúp họ có thể thực hiện các cuộc đột kích lớn hơn, giúp ngăn chặn, không cho phép đối thủ bước ra khỏi chiến tuyến theo đúng nghĩa đen. Mặc dù có ưu thế về số lượng, nhưng mà theo các nhà quan sát, thì máy bay Nga lại kém hơn một chút về công nghệ so với máy bay của Ukraine. Hiện tại thì các công ty Ukraine sản xuất 50.000 máy bay không người lái FPV hàng tháng. Chúng được lắp ráp từ các linh kiện của Trung Quốc. Ngành công nghiệp này đã phát triển mạnh mẽ ở Ukraine từ năm 2014 Theo thống kê Có khoảng 200 nhà sản xuất máy bay không người lái các loại Tuy nhiên thì cũng chỉ đủ cung cấp 15% tổng nhu cầu của quân đội Ukraine Máy bay không người lái FPV của Ukraine Hoạt động ở khoảng cách vượt quá giới hạn Hiện có đối với Nga Các chuyên gia tin rằng các bộ lập làm việc trên Stalin Đứa còn tinh thần của Elon Musk Sẽ giúp họ trong việc này Người điều khiển sẽ dùng cần điều khiển Máy bay không người lái FPV Bằng kính thực tế ảo Họ dùng hệ thống analog kỹ thuật giá rẻ để chỉ huy những UAV này. Tuy nhiên thì do hạn chế về dung lượng nên phạm vi hoạt động của UAV chỉ từ 2 đến 8 km mà thôi. Tất cả phụ thuộc vào công suất và chiều cao của anten chạm gốc. UAV được điều khiển từ không gian và là một thiết bị lặp lại, nghĩa là nó đóng vai trò trung gian trong việc truyền tín hiệu từ UAV đến các trạm và giúp tăng cường đáng kể phạm vi hoạt động của các phương tiện kamikaze. Nhờ đó mà các khẩu đội pháo binh của Ukraine có cơ hội hành động xa hơn 10 km, độc lập trong việc tìm kiếm các mục tiêu, tìm vị trí đặt pháo binh và các tuyến đường tiếp tế. Tuy nhiên, để đào tạo một nhà điều hành UAV giỏi cũng không phải là điều dễ dàng. Điều này đòi hỏi độ chính xác cao, kiến thức của một kỹ sư và mức độ phản ứng của một vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng mà hiện tại thì Ukraine lại đang thiếu hụt những nhân sự như vậy. Đằng sau vụ ám sát cựu nghị sĩ Kiva, Truyền thông Ukraine gần đây đã đăng tải hàn loạt tin tức về vụ sát hại cựu nghị sĩ Ukraine Ilya Kiva. Chính trị gia này đã bị hành quyết theo đúng nghĩa đen trong một khu vực khép kín gần Moscow. Vào chiều ngày 6 tháng 12, ông Ilya Kiva đã bị sát hại. Bản thân ông biết rằng các cơ quan mật vụ Ukraine đang săn lùng mình, nên đã truyền từ Moscow đến một ngôi làng hẻo lánh ở vùng ngoại ô. Tuy nhiên, Thi thể của cựu phó Ilya Kiva đã được tìm thấy tại ngôi làng Subonevo, quân Idinsovo, vùng Moscow. Theo cơ quan điều tra, Kiva đã bị bắn nhiều phát, nhưng mà hiện cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được danh tính của kẻ tấn công. Và vụ sát hại Kiva có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Một trong những hàng xóm của ông Kiva đã cho biết rằng làm thế nào mà sát thủ lại có thể xâm nhập vào khu vực an ninh nghiêm ngặt đến như vậy. Có giả thuyết cho rằng sát thủ đã nắm rõ thói quen hàng ngày của Ilya Kiva và đã theo dõi ông trong một khoảng thời gian, ít nhất là vài ngày. Vài giờ trước khi vụ việc xảy ra, chính Kiva đã viết về Tổng thống Zelensky trên kênh điện tín của mình. Ông viết rằng, Zelensky không tin vào sự đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình của ông do Washington đã chuẩn bị, mặc dù kế hoạch sơ tán đã được lên kế hoạch và thực hiện từ lâu. Và dường như chính trị gia này cũng đã đoán trước được cái chết của mình. Khi vào tháng 8 năm 2021, ông đã đăng một tin ngắn trên kênh điện tín của mình. Ông viết, hãy nhớ rằng nếu họ phát hiện tôi đã chết và nói rằng đây là một vụ tự sát, thì xin hãy đừng tin điều đó. Chính họ đã giết tôi. Vào thời điểm đó thì Kiva vẫn đang ở Ukraine. Ông là đại diện của đảng đối lập, nền tảng đối lập vì sự sống. Vào tháng 4 năm 2022, ông đã nộp đơn xin tị nạn chính trị và xin quốc tịch Nga. Nhưng mà chính quyền Kiev thậm chí còn có ý định khiếu nại Moscow với yêu cầu là giao Kiva cho họ. Vì ở quê nhà thì Kiva đã bị buộc tội phản quốc ông cũng đang chịu lệnh trừng phạt từ các quốc gia như là Anh, Úc, Canada và chính đất nước Ukraine. Vào tháng 11 năm 2023, một tòa án ở Lviv đã kết án ông 14 năm tù vì một số tội danh. Sau khi chuyển đến Moscow, ông Kiva đã sống trong một khách sạn. Tuy nhiên thì vì lo sợ cho tính mạng của mình, ông đã quyết định chuyển đến một ngôi làng hẻo lánh ở ngoại ô của quận Odinsovo. Nhưng mà ông cũng đã không tự cứu được chính mình. Israel tiến sâu vào giải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel tiếp tục tiến sâu hơn vào các khu đô thị ở giải Gaza. Ở phía bắc của khu đô thị này, gần Belahia, Israel vẫn đang cố gắng bảo vệ các khu định cư, xuyên thùng tuyến phòng thủ của Hamas tại bệnh viện Kaman Ewan ở sườn phía đông và tại trường nữ sinh Sadia Abu Galaza ở sườn phía tây. Đồng thời, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Al-Sudaydas. Ngoài ra, thì quân đội U còn thông báo phát hiện một trong những kho lưu trữ lớn nhất ở phía bắc của giải Gaza và cho biết số vũ khí thu được đã bị tiêu hủy hoặc là mang đi nghiên cứu. Nhưng mà trong video do người Israel đăng tải, thì thay vì hàng núi chiến lợi phẩm, chỉ thấy một vài tên lửa, vài chục viên đạn và một váy bay không người lái đã được tháo rời. Nếu đây thực sự là một trong những kho chứa lớn nhất mà IDF có thể tìm thấy, thì rõ ràng kho vũ khí của Hamas thực sự không được đa dạng như trên các báo cáo. Còn ở phía Nam, IDF đang tấn công Khan Younis nhưng vẫn chưa đến được trung tâm của thành phố. Hiện tại thì họ đang chiến đấu trong khu vực nhà thờ hồi giáo Andrihilaf và cũng đang tiến vào khu vực Abasan, nơi họ chiếm giữ một khu phức hợp trường học. Trong khi đó thì đại diện của IDF một lần nữa kêu gọi cư dân phía nam của giải Gaza sơ tán ngay lập tức khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời các cuộc tấn công vào Gaza đã bị đình chỉ trong 4 giờ để viện trợ hàng hóa nhân đạo cho khu vực cũng như là sơ tán người dân. Lực lượng Palestine một lần nữa tấn công cả các khu định cư giáp giải Gaza và các thành phố phía bắc của vùng đất này, khiến cho quân đội IDF tại Shufa, Kisufim và Rium lại rơi vào tầm ngắm của Hamas. Các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và IDF tiếp tục diễn ra ở biên giới Israel và Liban. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant đã công bố về kế hoạch và ý định đẩy nhóm Hezbollah ra khỏi biên giới của mình. Israel tuyên chiến với thổ nhĩ kỳ. Theo view, tuyên bố có ý định truy đuổi và tiêu diệt các thành viên của Hamas ở tất cả các nước trên thế giới sau chiến tranh kết thúc, trong đó có thổ nhĩ kỳ, nơi mà tổ chức này không bị coi là tổ chức khủng bố. Giới chuyên gia cho rằng, phiên bản chính thức của cuộc chiến này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là những câu trả lời. Hamas và Benjamin Netanyahu cùng nhau hành động mà không quan tâm đến mạng sống của người Palestine hay là người Israel có bốn vấn đề mà chúng ta cần lưu ý ở đây. Thứ nhất, đó là làm thế nào mà Hamas có thể đào được 500 km đường hầm dưới giải Gaza, mà các cơ quan tình báo Israel, những người điều hành CIA lại không nhận thấy bất cứ điều gì. Thứ hai, đó là làm thế nào có thể loại bỏ một triệu mét khối mà không bị chú ý, đào đất và mang đến Gaza một lượng lớn thiết bị để thông gió cho các đường hầm. Rất nhiều bê tông có thép, những thứ vật liệu như vậy không được sản xuất tại Gaza. Tiếp theo, đó là làm thế nào mà một lượng lớn vũ khí của Ukraine có thể đưa vào Gaza một cách dễ dàng như vậy. Và cuối cùng, là tại sao ông Netanyahu lại phất lờ mọi cảnh báo về một cuộc tấn công trong tương lai và dừng nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng an ninh dọc theo bán kính Gaza vào đêm 6 tháng 10. Và mặc dù cuộc tấn công khủng bố bắt đầu vào lúc 6 giờ 30, nhưng các lực lượng an ninh chỉ phản ứng vào lúc 11 giờ. Tất cả những điều này có thể có lợi cho giới lãnh đạo Israel, quốc gia đã chờ đợi từ lâu để chấm dứt giải Gaza và thiết lập toàn quyền kiềm quyền soát mỏ dầu là Viathan nằm gần thêm lục địa này. Điều này cũng có lợi cho Hamas vì họ cũng có cơ hội để củng cố thế giới Ả Rập. Chúng ta đừng quên rằng Hamas được chia thành hai phần. Một là dưới sự lãnh đạo của Khalil Hayya đã từ bỏ hệ tư tưởng tổ chức anh em Hồi giáo và đang đấu tranh chống lại sự áp bức của Israel đối với người dân Palestine. Còn nhóm thứ hai, đó là dưới sự lãnh đạo của Ismail Haniyeh, vẫn thuộc tổ chức anh em. Và mục tiêu của nhóm này không phải là giải phóng Palestine hay là thành lập một nhà nước Palestine, mà là xây dựng một thể chế từ tất cả các quốc gia ở khu vực Trung Đông. Và trong bức cảnh đó, Israel tuyên bố sẽ trả thù các thủ lĩnh của Hamas, hứa sẽ tiêu diệt họ trên bất kỳ lãnh thổ nước ngoài nào và ngay cả ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi gần đây đã tuyên chiến với Israel. Theo View nói rằng họ không sợ những mối đe dọa này và sẵn sàng cho đặc vụ của mình xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ nếu như mà phiến quân Palestine trú ẩn ở đó. Nhưng liệu tình báo Israel có đồng ý với điều này hay không? Ngay cả khi không có sự phối hợp với các quốc gia mà họ muốn tiến hành các hoạt động như vậy. Và nếu không, thì tại sao những tuyên bố như trên lại ồn ào như vậy? Về việc tiêu diệt các thành phố Hamas trên lãnh thổ các quốc gia khác, thì mỗi quốc gia đều có luật lệ và thái độ riêng đối với Hamas. Tổng thống Erdogan đã huy động 3.000 luật sư để đơn kiện Israel lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về tội ác chiến tranh nhưng đồng thời, ông cũng tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ không công nhận Hamas là một tổ chức khủng bố. Điều này có nghĩa là vụ sát hại các đại diện của Hamas trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị coi là hành động khủng bố cấp nhà nước của Israel. Kịch bản Đại chiến Trung Đông Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, video ngày hôm qua chúng tôi đã nói về cái chết của cựu nghị sĩ Kiva, và hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết hơn về vấn đề này. Cùng với đó thì kịch bản đại chiến có thể xảy ra khắp khu vực Trung Đông. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Vụ ám sát kỳ bà tiết lộ danh sách hành quyết Vụ sát hại cựu nghị sĩ Ukraine Ilya Kiva ở khu vực Moscow được thực hiện hơn một tháng sau vụ ám sát chủ tịch đầu tiên của Quốc hội là Novorossiya Oleg Tsarev ở Crimea. Tổng cục tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ sát hại này. Ông nhấn mạnh rằng Kiva đã bị thanh lý trong một hoạt động đặc biệt của SPO và những hành động tương tự chắc chắn sẽ tiếp tục trong tương lai. Liên quan đến vụ ám sát này, thì một vụ án hình sự đã được điều tra và thông tin vụ án đã bị rò dỉ ra giới truyền thông. Khách sạn biết rất rõ Ilya Kiva là ai vì ông thường được mời phát biểu trên các kênh truyền thông. Việc tìm kiếm nghi phạm đang diễn ra trên khắp quận liên bang của trung tâm, nhưng theo các bộ phận liên quan thì sát thủ đã rời khỏi lãnh thổ của Nga. Kể từ tháng 3 năm 2014, cựu nghị sĩ Ilya Kiva đã lãnh đạo trung tâm Bontava của Septo bị cấm ở Nga. Đồng thời, ông là người tham gia chiến dịch quân sự ở Donbass. Ông cực kỳ gay gắt đối với cư dân của những khu vực này và gọi họ là những kẻ ly khai và nhấn mạnh vào việc cưỡng bức Ukraine hóa người dân địa phương. Tuy nhiên, vào năm 2019, quan điểm của Kiva đã thay đổi đáng kể. Ông tuyên bố rằng ông đã suy nghĩ lại các sự kiện của Erom Biden và nhận thấy sự cần thiết phải có sự tham gia của Moscow trong việc giải quyết xung đột ở Donbass. Sau đó, cựu nghị sĩ đã bị tước bỏ nhiệm vụ ở vô khắp Narada. Vào tháng 11 năm 2023, một tòa án ở Lviv đã kết án ông 14 năm tù, kết tội ông về một số tội danh, bao gồm cả tội phản quốc. Như vậy, chỉ trong vòng 10 năm, cựu nghị sĩ Ukraine Ilyakiva đã từ một quan chức tham nhũng, một cảnh sát và một người theo chủ nghĩa dân tộc, trở thành một người ủng hộ các quan điểm xã hội chủ nghĩa, một người tị nạn chính trị và cuối cùng là trở thành một kẻ đào tẩu. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên đoàn Konstantin Kosachev tin chắc rằng vụ sát hại Kiva hoàn toàn mang tính chất chính trị. Ông cũng lưu ý rằng các ủy ban của Hội đồng Liên bang đã được chỉ thị để xây dựng các đề xuất bảo vệ các nhân vật của công chúng khỏi các cuộc tấn công khủng bố từ văn phòng của Tổng thống Zelensky. Tất nhiên, sự tồn tại của một kẻ đào tàu đã khiến Tổng thống Zelensky khó chịu và tức giận. Văn phòng của Tổng thống Zelensky nhìn chung có thái độ cực kỳ tiêu cực đối với những ai dám lên tiếng để chống lại chế độ độc tài. Nhiều người trong số này đã tìm được vé tị nạn chính trị ở Nga, nhưng họ lại trở thành mục tiêu của chế độ Kiev. Theo ông Tesarev, chế độ Kiev có cái gọi là danh sách hành quyết được đích thân Tổng thống Zelensky xác nhận. Ông Tesarev tiết lộ trong danh sách gồm khoảng 200 người có cựu Tổng thống Ukraine Viktor Zunakovic, cựu Thứ trưởng Nhân dân Ukraine Viktor Medvedchuk. Ngoài ra thì còn có Vladimir Sado, thống đốc vùng Kherson và cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Zovik Arazov. Và trên thực tế, bất kỳ ai có tên trong danh sách này cũng đều bị tấn công. Thực tế là cả ông Tesarev và cựu nghị sĩ Kiva đều từng là đại biểu của Dada. Điều khác biệt duy nhất là ông Tesarev ngay lập tức vạch ra đường lối và lập trường của mình và luôn chiến đấu vì nó còn nghệ sĩ Kiva thì phải mất nhiều năm để thay đổi quan điểm của mình, thay đổi thái độ đối với chế độ Kiev. Kiev đã thua cuộc Một tờ báo của Đức Diro cho biết cuộc phản công của Ukraine dường như đã thất bại và rằng có cảm giác Kiev đã thua trong cuộc chiến. Bài viết có đoạn, mùa đông đã đến, cuộc phản công dường như đã thất bại và các đồng minh phương Tây thì đang mệt mỏi. Tổng thống Zelensky có một đối thủ mới mà không ai có thể ngờ tới, đó chính là tướng Zaluzhnyi. Bài báo nêu chi tiết, Zaluzny là một đối thủ khiến Zelensky phải lo lắng. Tổng thống Zelensky trả lời những bình luận trong cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban EU Isilo von der Leyen rằng mọi người đều mệt mỏi và có những ý kiến khác nhau bất kể tình trạng của họ như thế nào. Đáp lại thì Viu viết rằng sự chia rẽ ngày càng gia tăng giữa lực lượng vũ trang Ukraine và chính phủ về tình trạng chiến tranh có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn. Tranh giáp giữa Tổng thống và quan chức quân sự hàng đầu cho thấy mặt trận Tổ quốc Thống nhất của Ukraine đang sụp đổ. Và mọi nghi ngờ bày tỏ ở Kiev về triển vọng thành công của Ukraine đang được củng cố cho các hành lang của trụ sở chính của Mỹ và châu Âu. Tờ báo cũng chỉ ra rằng những chiến thắng chính trị của nhiều nhà lãnh đạo cánh hữu ở châu Âu có thể sẽ tạo ra những khó khăn nghiêm trọng về việc hỗ trợ liên tục cho Ukraine. Cuộc khủng hoảng ngân sách ngày càng sâu sắc ở Đức cũng có thể đồng nghĩa với việc ngân sách Ukraine bị cắt giảm thêm, khiến nỗ lực chiến tranh của nước này gặp nguy hiểm. Chiến thắng bầu cử gần đây của nhà lãnh đạo Will Weather ở Hà Lan và Robert Fico ở Slovakia là dấu hiệu cho thấy phương Tây ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh. Cả hai nước này đều từ chối viện trợ thêm vũ khí cho Kiev. Tờ báo cũng liệt kê những trở ngại lớn mà Ukraine phải đối mặt trên chiến trường. Lưu ý rằng Ukraine chỉ chiếm lại được chưa đến 0,25% lãnh thổ mà nước này mong muốn giành lại từ Nga trong cuộc phản công. Và kết quả là số người tin rằng Ukraine vẫn có thể chiến thắng trong cuộc chiến này đang giảm dần theo từng ngày. Phương Tây chuẩn bị tối hậu thư cho Kiev Phương Tây đã chi hơn 300 tỷ đô la để tài trợ cho Ukraine trong vài năm qua. Nhưng chính quyền Kiev vẫn tiếp tục bằng cách này hay cách khác cầu viện thêm nguồn viện trợ của phương Tây. Điều này có thể cho chúng ta thấy rằng liệu trong suốt thời gian xung đột, Ukraine có thực sự độc lập về tài chính hay không? Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Salanda trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã nói rằng Chúng tôi đã hết tiền cho Ukraine. Việc cắt đứt dòng vũ khí và thiết bị của Mỹ sẽ khiến Ukraine phải quỳ gối trên chiến trường. Và nếu nền kinh tế Ukraine sụp đổ, thì họ sẽ không thể tiếp tục cuộc chiến. Vì vậy, ở Kiev, người đứng đầu đảng đầy tớ nhân dân David Arakamia cùng một nhóm cấp cao thân cận của ông đã ngay lập tức tới Hoa Kỳ. Theo sau họ là tránh văn phòng Tổng thống Andrei Emark, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Omerov và Chủ tịch Quốc hội Rada Solon Svefanchak. Còn ở châu Âu, thì tờ Financial Times viết về những vấn đề có liên quan đến việc phân bổ 50 tỷ euro cho Ukraine. Vào tháng 11, Ukraine nhận được nguồn tài trợ bên ngoài ít nhất là trong 6 tháng. Thêm vào đó thì Đức đang ngăn chặn các khoản thanh toán cho Quỹ Hòa bình châu Âu, nhấn mạnh vào việc cắt giảm của họ và yêu cầu ghi nhận sự hỗ trợ đã cung cấp trước đó. Chúng ta có thể nhớ lại hai tuyên bố nổi bật trong những ngày gần đây. Đó là tướng Zaluzny yêu cầu Mỹ cung cấp 17 triệu quả đạn pháo đã gây sốc cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Austin và sự khó chịu của cựu chỉ huy lực lượng mặt đất Hoa Kỳ ở châu Âu, Ben Hawkes. Ông nói rằng, thành thật mà nói, Ukraine đã làm gì từ năm 2014 cho tới nay? Bởi vì chỉ riêng trong giai đoạn 1992-1997, đến vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 32 tỷ đô đã được tuần ra khỏi Ukraine. Nghĩa là trong suốt những năm qua, số tiền đó đủ để bù đắp thâm hụt ngân sách trong gần 20 năm. Tổng cộng thì Ukraine đã nhận được vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 89 tỷ đô cần đặc biệt đề xuất đến hai khoản viện trợ của liên xô từ hàng đội biển đen và vũ khí hạt nhân và dưới hình thức các thỏa thuận budapest và maastricht thì họ đã mang lại cho ukraine những năm tháng phát triển bền vững tổng thống nga đã nhắc lại rằng tổng khối lượng viện trợ của nga cho ukraine giai đoạn 1991 đến 2013 đã lên tới 250 tỷ đô la tất cả những khoản viện trợ ẩn giấu hàng tỷ đô la này từ ngân sách ukraine và ngành công nghiệp ukraine rõ ràng Công thức giành độc lập của Ukraine không phụ thuộc vào bất kỳ nước nào, mà là phụ thuộc vào tất cả các bên, tức là kiếm tiền từ sự phụ thuộc này ở mức tối đa. Nga đã tính toán sự đóng góp cho Ukraine từ lâu. Tuy nhiên, sự đóng góp của châu Âu và Hoa Kỳ sẽ khó tính toán hơn nếu không muốn nói là không thể tính toán. Chúng gồm các khoản vay của IMF, các khoản vay cho các doanh nghiệp Ukraine, hạn ngay xuất khẩu. Nói chung là các khoản vay cần được hoàn trả, nhưng trường hợp của IMF thì lại không. Chỉ cần Ukraine thực hiện ý muốn của phương Tây và phục vụ họ là đủ. Đây chính là điều mà Ukraine đã làm và ngày càng gia tăng sự phụ thuộc vào phương Tây. Nhưng mà nghịch lý ở đây là Ukraine phụ thuộc nhiều hơn vào phương Tây, mặc dù họ nhận được ít tiền từ phương Tây hơn so với từ Nga. Viện trợ của cả phương Tây cho Ukraine tổng cộng là 322 tỷ đô. Nếu như trước đây có thể đổ lỗi việc trợ cấp cho Ukraine kém hiệu quả là do liên quan đến viện trợ của Nga, thì do đây, viện trợ của phương Tây cũng đang rơi vào vực thẳm. Bất chấp mọi tranh chấp giữa các nghị sĩ Mỹ, họ sẽ phải phân bổ tiền cho năm 2024, nếu không thì chế độ Zelensky sẽ sụp đổ. Bulgaria, Slovakia và Hungary từ chối cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đức thì nhất quyết giảm nguồn tài trợ. Còn EU và Mỹ thì bằng cách nào đó đã không vội phê duyệt ngân sách Ukraine cho năm 2024. Và các phương tiện truyền thông cũng tràn ngập các bài viết nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giải quyết bế tắc của Ukraine thông qua đàm phán. Nga sẽ siết chặt Ukraine trong một tháng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, trong vòng 6 tháng qua, quân đội Ukraine đã mất hơn 125.000 quân và 16.000 đơn vị thiết bị và vũ khí. Tổng thống Zelensky thừa nhận các mục tiêu của chiến dịch phản công mùa hè chưa bao giờ đạt được, nhưng ông lại đánh giá tình hình ở vùng chiến sự là khá khả quan đối với Ukraine. Tổng thống Zelensky giải thích rằng quân đội Ukraine ít nhất là sẽ không rút lui. Điều này là tốt khi xét đến việc họ đang chiến đấu với tư cách là đội quân mạnh thứ hai trên thế giới. Đồng thời, ông nói thêm rằng quân đội không có nhiều nguồn lực để có thể tiến nhanh trên mặt trận. Mặc dù vậy, nhưng mà ông cũng đồng thời đảm bảo rằng cũng sẽ không có bất kỳ sự đậu hàng nào. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Viktor Sobolev lưu ý rằng cuộc phản công thực sự đã bị xa lầy và hiện quân đội Nga đang đẩy lùi những nỗ lực đột phá cuối cùng nhưng không thể giành được chiến thắng khi chỉ ở thế phòng thủ. Về vấn đề này, ông đề xuất một chiến lược hiệu quả giúp Nga có thể gây áp lực lên Ukraine trong vòng một tháng. Nghị sĩ Sobolev tin chắc rằng, trong năm tới, Nga sẽ thành lập một nhóm không chỉ có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công, mà còn có khả năng tấn công. Theo đó, ông công khai tiết lộ tính toán sai lầm chính của chiến dịch, rằng cuộc phản công của Ukraine trên thực tế đã kết thúc. Và ngày nay, Nga đang đẩy lùi các cuộc tấn công còn sót lại như một phần của chiến dịch này. Ông nói, họ đã không tính đến trong suốt 8 năm qua rằng Hoa Kỳ và phương Tây đã chuẩn bị cho Ukraine những gì. Họ đã chuẩn bị cho lực lượng vũ trang Ukraine vũ khí, thiết bị và đạn dược tốt nhất để có thể tiến hành các cuộc đấu tranh vũ trang chống lại Nga. Và chúng tôi đã không tính đến điều đó. Nhưng mà giờ đây chúng tôi đang sửa chữa những sai lầm này. Viktor Sobolev cũng cho rằng các khu vực mới của Nga cần được chiếm đóng hoàn toàn. Nếu Nga để lại ngay cả phần phía Tây của Ukraine cho Kiev, theo hình thức mà nó tồn tại như hiện nay, thì trong một hoặc là hai năm nữa thì chiến tranh lại sẽ xảy ra. Lúc đó thì một cuộc đụng độ mới có thể trở nên bạo lực hơn và dẫn đến tổn thất lớn hơn rất nhiều cho quân đội Nga. Bởi vì phương Tây sẽ không bao giờ dừng lại các kế hoạch của mình. Nghị sĩ cũng nói thêm rằng trước chiến dịch tấn công phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc tổ chức lại quân đội và đảm bảo phối hợp chiến đấu thành thạo là điều rất cần thiết. Sau đó thì các đơn vị tiên phong đã được huấn luyện sẽ quay trở lại mặt trận và được điều động vào trận chiến kịch bản đại chiến Trung Đông. Mục tiêu bí mật trong chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Nga Putin đã được tính toán, không loại trừ khả năng một cuộc tấn công chung nhắm vào Israel đang được chuẩn bị. Sau đó mà Nga và các cường quốc trong khu vực có thể hình thành một sáng kiến để ủng hộ Palestine. Tổng thống Nga Putin đã đến thăm các tiểu vùng quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 6 tháng 12 vừa qua. Ngay sau đó, ông Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran Ibrahim Saidi diễn ra tại Moscow những cuộc họp này chắc chắn sẽ có liên quan đến những sự kiện đáng báo động đang xảy ra tại giải Gaza. Giới quan sát cho rằng, ông Putin đang mở rộng địa bàn của các cuộc gặp gỡ, thăm các quốc gia quân chủ ở Vịnh Ba Tư. Và điều này rất có ý nghĩa vì khu vực này trước đây được coi là trung tâm ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á cùng với Nhật Bản. Ngoài ra, thì quan hệ với Ả Rập Saudi và UAE đã được nâng cấp. Điều này bao gồm lĩnh vực thương mại, việc các quốc gia này gia nhập BRICS gần đây và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ. Trước đó, thì nhà bình luận chính trị Nga Andriy đã tính toán kịch bản về một cuộc chiến tranh quy mô lớn sẽ xảy ra ở Trung Đông. Rằng Ai Cập, Jordan, Liban, Syria cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể trở thành những bên tham gia vào cuộc chiến lớn ở Trung Đông. Có điều là bản thân những quốc gia Hồi giáo này cũng có mâu thuẫn riêng theo sắc tộc và tôn giáo. Do đó mà khối liên minh Hồi giáo Ả Rập cũng khó có thể trở thành một khối đoàn kết chung. Chiến sự tại Israel Quân đội Israel vẫn đang tiếp tục hoạt động trên bộ ở giải Gaza. Ở phía bắc của khu vực này, thì quân đội Israel tiếp tục nỗ lực bảo vệ Pilahia. Nhưng trong vòng 24 giờ qua, họ đã không thể đạt được những thay đổi đáng kể nào. Hiện tại thì các đơn vị Israel đang phá hủy mọi lối ra khỏi đường liên lạc ngập của Hamas. Trong khi đó, ở phía nam, thì cường độ giao tranh vẫn tiếp tục gia tăng trong khu vực nhà thờ Hồi giáo Antihila. Trong khi lực lượng Palestine cố gắng phản công và phục kích, nhưng mà do thiếu nhân sự tại hiện trường, nên việc thiết lập thế trận hiện tại của mặt trận là vô cùng khó khăn. Điều đáng chú ý là cuộc tấn công lớn của Israel vào Jabalia, đó là chỉ trong vòng một ngày, không quân Israel đã bắn hơn 100 quả tên lửa vào khu dân cư, gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng và các tòa nhà. Bên cạnh đó, tình hình nhân đạo trong khu vực tiếp tục xấu đi nghiêm trọng. Trong bối cảnh các cuộc chiến tiếp tục diễn ra, hầu như không có nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men nào. Mỗi ngày, hàng trăm người dân địa phương tập trung tại các nhà kho đang cạn kiệt của các tổ chức viện trợ xin cứu trợ khỏi nạn đói đang gia tăng hàng ngày. Còn ở khu vực biên giới của Israel và Liban, thì những cuộc đấu súng vẫn tiếp tục diễn ra. Lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công vào Jaron, Al-Dahira, Tay Hafa và Kunin. Tuy nhiên, người Palestine cũng không ngồi yên và đã thực hiện các cuộc phục kích vào xe bọc thép của lực lượng an ninh. Họ đã chất nổ trên đường đi của xe ủi và xe bọc thép chở quân. Một trong những quả bom này đã phát nổ ở trại Nusham ở phía đông của Tukham. Ngoài ra, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào hôm 8 tháng 12 bỏ phiếu về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Ngay khi người đứng đầu Liên Hợp Quốc Antonio Guterres viện dẫn điều 99 của Hiến trường Liên Hợp Quốc để kêu gọi bỏ phiếu trong tuần này, văn bản ngắn cũng kêu gọi bảo vệ dân thường, thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin mà Hamas vẫn đang giam giữ và tiếp cận nhân đạo tới giải Gaza. Và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào! và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo